Tối cường cùng bạo yêu nghiệt hệ thống chương 255, vạn kiếp lâu lâu chủ, đại nhân vật áp bách. Thượng giới tứ trọng thiên, một chỗ thần bí ngọn núi bên trên, nơi này quanh năm suốt tháng, không người hỏi thăm. Cũng không có ai, dám can đảm dễ dàng bước vào. Dốc đứng giữ tận đỉnh núi, đứng nghiêm một cái lầu các cung điện, vạn kiếp lâu. Thượng giới cửu trọng thiên, vô luận là bất kỳ thế lực nào, nghe được vạn kiếp lâu, ba cái người, đều sẽ nổi lòng tôn kính, thậm chí cả e ngại. Không có vạn kiếp lâu không hoàn thành được nhiệm vụ, có thể đòi hỏi thẻ đánh bạc, cũng là phượng mau lân giác nhân vật mới xuất ra nổi. Hôm nay, bóng tối vạn kiếp lâu chỗ sâu trong đại điện. Khô gầy như que củi, trong tay dẫn theo đèn lồng màu đỏ nến lão, khuôn mặt đầy nếp nhăn lỗ bên trên nổi lên trước nay chưa có rung động, ta lại nhảy cái ai da, bách luyện. Tên yêu nghiệt này ngươi là từ chỗ nào tìm thấy? Luân hồi thất biến cảnh, thế mà thông qua được thí luyện chuyện xưa nay chưa từng có nha ngày xưa ngươi bất quá là luân hồi cửu biến cảnh đỉnh phong mới thông qua được thí luyện liền rung động cao tầng ân ân thân mặt đấu bồng màu đen thấy không rõ mặt mũi cùng giới tính bách luyện không nhịn được gật đầu ngài có phải hay không là lại muốn nói ta bất tranh khí mấy năm tu vi không tiến triển đối với ta ôm lấy kỳ vọng các cao tầng đều tổn thương thấu tâm chính ngươi biết rồi liền tốt đến lão nhẹ gật đầu được Luân hồi thất biến cảnh, nhất cử thông qua được vạn kiếp lâu, nhất phẩm thành viên thí luyện, tiểu tử này đã có tư cách gia nhập ta vạn kiếp lâu. Thiếu niên áo trắng thân ảnh, một lần nữa về tới trong đại điện. Các ngươi vạn kiếp lâu, thật đúng là có quyết đoán, nhốt một nhóm vực ngoại tà ma, lúc trước thí luyện Tần Thiên mở miệng nói đúng là nói. Tiểu tử, chúc mừng ngươi trở thành vạn kiếp lâu một viên, bất quá là sơ cấp nhất nhất phẩm đẳng cấp hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày trở thành nhị phẩm. Nến lão ném ra ngoài một cái lệnh bài, ngoài ra, gia nhập vạn kiếp lâu thành viên mới, nhất định phải hoàn thành một một nhiệm vụ, xem như lễ gặp mặt. Đợi chút nữa ta sẽ phân bố cho ngươi nhiệm vụ thích hợp. Hiện tại, tiểu cô nương này còn muốn tiến hành thí luyện sao? Ta nghĩ ngươi đích thân thể hội qua thí luyện độ khó, nên minh bạch, ngươi luân hồi thất biến cảnh thành công vượt qua, cũng là kỳ tích nha đầu này huyền u nhất biến cảnh, ta có thể không truy cứu ngươi mang nàng đến vạn kiếp lâu sai lầm. Hắc hắc, tần thiên khóe miệng cười cười, để nến lão mê mang tiểu tử ngươi, có ý tứ gì? Nha đầu. Tần thiên trực tiếp mở miệng hô nói, không nên khinh thường, biết không? Ừ, đại ca ca ta sẽ cố gắng tiểu vu nguyệt đi tới trong đại điện. Làm cho nến lão, thật lâu không thể lấy lại tinh thần lộc cộc. Ngược lại nuốt một ngụm nước miếng, mới là ngữ khí trước đó chưa từng có ngân trọng, mở miệng nói, tiểu tử ngươi là điên rồi, xảy ra nhân mạng, ta cũng mặc kệ. Tần Thiên tuyệt đối tín nhiệm tiểu nha đầu. Vu tộc huyết mạch, cổ kim vô song. Bọn hắn tu luyện không phải thật sự nguyên, không phải tiên nguyên, mà là kinh khủng nhất thần bí, vô lực. Nha đầu đã là trung cấp linh vu, cùng nhau đi tới, Tần Thiên kiến thức không chỉ một lần, nha đầu thi triển vu thuật lúc khủng bố cao chót vót. Rầm rầm, lấm tấm quan mang, đem tiểu vô nguyệt thông vệ, đưa nàng tiến nhập thí luyện không gian. Miếng vải đen long đông không gian, cùng tầng thiên trước đó nhà, giống như đúc. Một cổ tuyệt thế cường đại vực ngoại tà ma khí tức sinh ra, là vũ hóa nhất biến cảnh đỉnh phong. Trăng nanh mặt xanh, tựa như địa ngục ác quỷ vực ngoại tà ma bót, nhìn coi phía trước cái kia đẹp như tiên nữ, vũ mỹ ngốc manh nữ hài, nhịn không được phình bụng cười to, ha ha ha. Là người mới dứt sửa tiểu mỹ nhân nha vu thuật vệ hồn liên tiểu vô nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ tần thiên lời nói không thể khinh thường thân thể mềm mại bên trong thần bí vô lực mênh mông phóng thích từng cây xiền xích trói buộc ở tại vực ngoại tà ma trên người không kịp đề phòng cho vệ hồn liên quấn quanh lấy vực ngoại tà ma vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát lại không nghĩ rằng trong cơ thể linh hồn bắt đầu một chút xíu bị lôi kéo ra ngoài trong lòng to lớn kinh hãi sợ hoảng lên ta đây là cái gì thủ đoạn không có khả năng cái tiểu nha đầu này mới huyền u cảnh nhất biến vì cái gì có thần thông như thế ngoại giới trong đại điện tần thiên ngồi xếp bằng tới trên mặt đất một bộ không có chút nào lo lắng thái độ thời gian uống cạn nửa chén trà về sau tiểu vua nguyệt bình yên vô sự xuất hiện ở phía trước ầm uhm, nến lão trong tay đèn lồng tụt tay rơi xuống hắn không thể tin được tần thiên lấy luân hồi thất biến cảnh tu vi trở thành vạn kiếp lâu một viên thì thôi, được xưng tụng thiên cổ kỳ tài. Hiện đang bốc lên tới một cái huyền u nhất biến cảnh tiểu nha đầu, đều có thể chém giết vũ hóa nhất biến cảnh vực ngoại tà ma. Là không phải mình ở nơi này vạn kiếp lâu nhìn đại môn quá lâu, phía ngoài đời nói thay đổi đâu. Đại ca ca, ta thành công đi tiểu nha đầu lanh lợi, đi vào thiếu niên bên cạnh. Ân. Ừ. Tần thiên nhẹ gật đầu. Các ngươi nến lão mới muốn há mồm nói chuyện, biến cố mọc lan tràn. Một cổ vô cùng vĩ ngạn ý chí từ trên trời giáng xuống, gần mà huyển hóa ra một người mặc áo bào màu đen, ngồi ngay ngắn ngai vàng nữ tử. Kinh khủng thần lực, để người không cách nào thấy rõ ràng, nàng chân chính diện mạo, có thể chính là một cái hình dáng, đều là đủ kinh động như gặp thiên nhân. Tần thiên con ngươi co vào thật mạnh, đây là ta gặp qua mạnh nhất một người. Là cảnh giới gì tu vi đâu? Lâu chủ. Nến lão thất kinh, quỳ xuống lại, một bên bách luyện đều là quỳ xuống. Vạn kiếp lâu chúa tể. Lâu chủ. Khó có thể tưởng tượng. Vạn kiếp lâu cái này phân bố, thẩm thấu thượng giới cửu trọng thiên, đạt được đếm mãi không hết thế lực kính úy vạn kiếp lâu, lâu chủ lại là một nữ nhân, còn sẽ xuất hiện đến nơi đây, không biết có chuyện gì đâu. Ngồi trên mặt đất tầng thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng cái kia mông lung ánh mắt của cô gái. Cảm thấy được thiếu niên, vậy mà không sợ bản thân vĩ ngạn ý chí vạn kiếp lâu lâu chủ bụi thưởng thức nhẹ gật đầu rất tốt ta vạn kiếp lâu lại tăng thêm một cái khả tạo chi tài lâu chủ dây khen tần thiên mới không dám làm càn ngữ khí cung kính ứng nói chỉ là một cái tứ trọng thiên vạn kiếp lâu phân bố lúc nào sẽ lao động lâu chủ đại giá nha đến lão run run rẩy rẩy hỏi nói lâu chủ đại nhân ngài tới đây là có gì phân phó sao tiểu cô nương này ta muốn mang đi vạn kiếp lâu lâu chủ trực tiếp mở miệng nói không được tần thiên quá sợ hãi đường đường vạn kiếp lâu chúa tể cùng tại thứ đại nhân vật này bên cạnh vạn nhất nàng phát hiện nha đầu vu tộc huyết mạch đưa tới mầm tai vạ là có thể tưởng tượng được mặc dù nha trên đầu người có lịch đại vu tộc tiên tổ che chở che giấu khí tức mới có khả năng rời đi hải dương hành tẩu thế gian lại có ai biết có thể hay không giấu giếm được vạn kiếp lâu chủ nhân nhân vật bậc này tuệ nhãn đâu. T. Tần thiên, không cần làm càng, nến lão giật nảy mình, thượng giới cửu trọng thiên, có ai dám can đảm ngỗ nghịch vạn kiếp lâu lâu chủ. Ha ha. Vậy ngươi nói một chút, ta vì cái gì không thể mang nàng đi. Vạn kiếp lâu lâu chủ, ngữ khí đạm mạc, nghe không ra hỉ nộ. Tần thiên lại cảm thấy, trái tim bất an nhảy lên, sắp nổ tung, không nhịn được quỳ xuống thần phục. Thái cổ ngũ thải kiếm ý vù vù rung động, tranh tranh thiết cốt. Ý chí bất khuất, chống đỡ lấy thiếu niên, cận kề cái chết cũng sẽ không thỏa hiệp. Vạn kiếp lâu, bóng tối đại điện chỗ sâu. Bạch y thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt, trước đó chưa từng có trầm trọng, vạn vẹo. Đen kịp trong hai tròng mắt, lấp lóe thấm nhuần cổ kim thần thái, ý chí bất khuất. Thái cổ ngũ thải kiếm ý, tại thể nội vù vù nổ vang, liền xem như trời đất sụp đổ, tần thiên đều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, thà bị gãy chứ không chịu công. Tựa như là hồng hoang thời đại, đi ra bất khuất chiến thần. Từ, đấu bồng màu đen bên trong, bách luyện trên khuôn mặt hiện ra động dung, nhịn không được phát ra âm thanh, ngươi muốn chết sao? Hắc hắc! Ta liền là chết, cũng quyết không cho phép, có người đi tổn thương ta người bên cạnh. Tần thiên ít hầu nhúc nhích, truyền ra khàn khàn trầm thấp tiếng. Ngươi bách luyện thân thể hơi rung, nếu như đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành kinh thiên vĩ địa chi nhân, sẽ không kém vạn kiếp lâu lâu chủ, hy vọng hôm nay sẽ không chết yểu ở nơi này. Đại ca ca Tiểu vô nguyệt tại ngốc manh, cũng nhìn rõ đến rồi, tần thiên chính đang chịu đựng mắt thường không cách nào thấy thống khổ. Người xấu Ngươi dám khi dễ đại ca ca Tiểu vô nguyệt khuôn mặt hàm sát, nhấc vung tay lên, đại lượng vệ hồn liên, Nhào về phía vạn kiếp lâu lâu chủ. Trời à. Điên rồi, điên rồi, đời này nói thay đổi. Hai người bọn họ, một cái chống đối lâu chủ đại nhân, một cái can đảm dám đối với lâu chủ đại nhân xuất thủ. Nến lão dọa khuôn mặt sát bạch, không dám lên tiếng. Có ý tứ. Rất thú vị. Vạn kiếp lâu lâu chủ, từ ngai vàng chậm rãi đứng dậy, bắn, hướng nàng vu thuật vệ hồn liên, toàn bộ trông vùi. Tiểu tử ta sẽ không tổn thương cái tiểu nha đầu này. Ta dự định thu nàng làm đồ, truyền thừa y bác, đời tiếp theo vạn kiếp lâu lâu chủ, có lẽ chính là nàng. Hắc hắc! Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tần Thiên cảm thấy cổ áp bách thần lực của mình biến mất, như trút được gánh nặng, kém chút ngã quỵ, gắn gượng mở miệng nói nói tiền bối có thể giết ta, tại mang đi nha đầu. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Vạn kiếp lâu lâu chủ, duỗi ra một ngón tay cửu trọng thiên còn không có bản tọa không dám giết người nhưng giết ngươi tên đồ nhi này là thu không được nàng sẽ hận ta cả một đời đi bản tọa ở chỗ này lấy chư thiên thần linh danh nghĩa phát thệ nếu như tổn thương nha đầu này nửa phần liền vĩnh thế thoát thân không được nói xong hắn tế ra một giọt tinh huyết tại hư không bốc hơi rơi đây là nhất là trang nghiêm cùng ác độc khế ước thề độc mặc kệ ngươi là người phương nào vi phạm với lời thề đều lại nhận chư thiên thần linh trớ chú. Em đi. Sớm biết nói gia nhập vạn kiếp lâu, sẽ nhấc lên loại này phong ba, ta từ bỏ hệ thống nhiệm vụ, cũng không tới. Tần thiên bất đắc dĩ thở dài, nha đầu, ngươi và nàng đi thôi. Đại ca ca, ta không muốn rời đi ngươi, tiểu vu nguyệt tay nhỏ, tóm chặt lấy cánh tay của thiếu niên. Ta rất nhanh sẽ đi tìm ngươi. Tần thiên nói cái này, ánh mắt dừng lại tại vạn kiếp lâu lâu chủ trên người, ta nhớ kỹ ngươi rồi lời này ẩn chứa uy hiếp ý vị mười phần nói rõ đang nói nha đầu có chuyện bất trắc ngươi là trốn không thoát đâu ha 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 tốt bản tọa cũng nhớ kỹ ngươi vạn kiếp lâu lâu chủ vung tay lên cùng tiểu vu nguyệt đồng thời biến mất không còn tâm tích hô hô nến lão đầu đầy mồ hôi lung la lung lay từ quỳ tư thái đứng lên hù chết lão phu tần thiên nha dũng khí của ngươi đơn giản tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả may mắn lâu chủ không nổi giận nàng nổi giận cái cộng lông vô duyên vô cớ đem ta nha đầu bắt đi bút trướng này ta sẽ tính toán tần thiên nghiến răng nghiến lợi vì cái gì bên cạnh mình nữ nhân cả đám đều bị bắt đi quân linh thương vũ đồng lạc linh vận nương tử lạc băng nhi hiện tại lại là nha đầu vua nguyệt xem ra sau này không thể mang theo nữ nhân một khối hắc hắc bách luyện đi tới thiếu niên bên cạnh ngữ khí âm dương quái khí tần thiên về sau còn phải dựa vào ngươi bảo bọc ta nha có ý tứ gì tần thiên hồ nghi không hiểu giả trang cái gì ngươi tiểu tức phụ bây giờ là lâu chủ đệ tử thân phận của ngươi thế nhưng là tôn quý vô cùng bách luyện nói thẳng nói Cút! không phải ngươi mời ta đến vạn kiếp lâu có cái này bực mình sự tình nha tần thiên hận không thể trước tiên đem cái này giấu đầu lòi đuôi da hỏa diệt khụ khụ vạn kiếp lâu cấm chỉ lớn tiếng ồn ào nến lão ho khan một tiếng tần thiên cái này phía trên có một việc vạn kiếp lâu nhất phẩm nhiệm vụ quy định ngươi hai tháng hoàn thành nhiệm vụ quyển trục liên đới một cái vạn kiếp lâu lệnh bài đến rồi trong tay thiếu niên tần thiên mở ra nhìn nhất phẩm nhiệm vụ ám sát thượng giới nhị trọng thiên kình thiên tông đại đệ tử kình thiên tông đại đệ tử bắc cung truy tinh vũ hóa tam biến cảnh đỉnh phong thân mang thần giai cửu phẩm hỏa thuộc tính võ hồn ta đã biết tần thiên quay người rời đi này ta dẫn ngươi đi nhị trọng thiên đi kình thiên tông ở nơi nào chỉ sợ ngươi đều không biết được bách luyện đuổi theo ngày kế tiếp thượng giới nhị trọng thiên hạ vương đại lục hư không vạn vẹo phun ra hai bóng người đinh Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thiên giới trung cấp nhiệm vụ, trở thành vạn kiếp lâu một viên. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng hai ức điểm thiên giới kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 150 triệu điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử nhất biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử nhị biến cảnh. A. À, người tu vi tấn thăng. Bách luyện nhìn lấy thiếu niên. Ngoài ý muốn kinh hô cái này, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mười phần chắc chính. Đừng cho ta kỹ kỹ oai oai. Tần thiên đối với bách luyện thái độ thật không tốt, cái kia kình thiên tông đại đệ tử, bắt cung truy tinh là vũ hóa tam biến cảnh, chiến lược như thế nào? Đắc tội người nào, thỉnh động vạn kiếp lâu, đi ám sát hắn. Liên quan tới khách hàng tin tức, là tuyệt đối tính bảo mật, bách luyện lắc đầu, bất quá cái kia bắt cung truy tinh, ta cũng không thấy tận mắt thực lực hẳn là so phổ thông cùng giai tu sĩ, cường đại hơn nhiều. Dù sao thần giai cửu phẩm hỏa thuộc tính võ hồn. Đây là võ hồn viên mãn trình độ sao? Tần Thiên tiếp tục hỏi nói, mình ở hạ giới thế tục, gặp được lợi hại nhất võ hồn, lại bất quá là thánh giai phẩm chất. Hắc hắc! Ngươi ngay cả võ hồn lĩnh vực sự tình, đều không biết được sao? Bách luyện ngữ khí, có mấy phần thừa nước đục thả câu vị nói ngươi nói hay không tần thiên mày nhăn lại nói nói bách luyện hắn giọng một cái thần giai võ hồn cửu phẩm khám phá viên mãn về sau có thể đem võ hồn diễn biến thành lĩnh vực võ hồn lĩnh vực chia làm nhất giai nhị giai mãi cho đến tam thập lục giai tam thập lục giai võ hồn lĩnh vực là cửu trọng thiên cũng rất khó gặp phải thiên tài ta hiểu được vô luận là linh thể huyết mạch vẫn là võ hồn thiên phú cũng là có thể càng không cảnh khai phát đi, chưa từng xuất hiện độ cao mới, là bởi vì không có người đến cấp bậc kia mà thôi. Ta sớm muộn sẽ tới đạt một cái, chưa bao giờ có từng tới độ cao. Tần thiên dậm chân một cái, bay hướng chân trời. Không muốn đi theo ta, chúng ta mỗi người đi một ngã, ta đây liền đi ám sát kình thiên tông đại đệ tử đi. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi một đạo. Bách luyện cười cười, chỉ là, ngươi đi nhầm phương hướng, kình thiên tông, ở nơi này đâu. Phương hướng sai rồi. Tần Thiên im lặng, từ chân trời quay đầu trở về. Hất lên áo choàng, giấu đầu lòi đuôi bách luyện, phát ra tiếng cười hắc hắc, người nói ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, không ta dẫn đường kình thiên tông cũng không tìm tới, vẫn rất ngạo khí. Hiện tại ta đã biết rồi phương vị chính xác. Lạnh lùng trả lời một câu, Tần Thiên lần thứ hai nhất chân chạy. Trơ mắt nhìn thiếu niên dần dần từng bước đi đến, nháy mắt không thấy về sau mặt nạ dưới bách luyện nhếch miệng lên một nụ cười hắc hắc gia hỏa này lại là ta làm chuyện kia cực kỳ trọng yếu quân cờ có lẽ tiềm lực của hắn còn sẽ không trở thành quân cờ tối thiểu có thể lấy làm việc cho ta xuống thượng giới nhị trọng thiên hạ vương đại lục là một khối cường thịnh dị thường cương thổ cường giả như mây thiên cương tam thập lục biến tu sĩ vô số kể liền lấy thống trị hạ vương đại lục hạ vương hoàng triều mà nói trước mắt thánh thượng hạ hoàng là một tôn siêu việt thiên cương tam thập lục biến ngưng tụ ra thần cách siêu cấp cường giả lật tay thành mây trở tay thành mưa không thể khinh thường kình thiên tông xem như trung thượng đẳng môn phái đi mạnh nhất trưởng giáo có thiên cương 16 biến tu vi khoảng cách kình thiên tông trăm dặm có hơn thì có một tòa thành trấn bạch y thiếu niên tiêu sái từ trên trời giáng xuống đi vào đường phố nói, ánh mắt nhìn ra xa mà đến, lập tức gặp được, ngoài trăm dặm trên một ngọn núi lớn, đứng nghiêm lầu cát, cung điện, khí tức bất phàm, rất có cổ lão nội tình. Này, các ngươi nghe nói không, hái hoa đạo tặc, cực nhạc chân nhân, lại đi ra gieo họa nha. Chuyện này hạ vương đại lục trên đều truyền ra, ta sao lại không biết. Nghe nói cực nhạc chân nhân, bắt cóc kình thiên tông trưởng giáo chi nữ, hiện tại kình thiên tông trên dưới có thể nói là loạn thành một bầy. Bất quá ta nhìn nha, Kình Thiên Tông khẳng định tự nhận xui xẻo, tục truyền cực nhạc chân nhân tinh thông một môn bỏ chạy thần thông đạo Pháp, quỷ thần khó lường. Một năm trước xâm nhập Hạ Vương Hoàng Triều Cung Đình, bắt đi cửu công chúa. Mặc dù Hạ Vương nổi trận lôi đình, phái người vây quét người này cứu trở về công chúa, vẫn là không có giết chết cái kia cực nhạc chân nhân. a à, rất ý tứ chuyện lý thú. Lừa chạy Kình Thiên Tông trưởng giáo chi nữ, ta chính tìm cách, làm sao lẫn vào kình thiên tông đây kình thiên tông tốt xấu là một tông phái ta đơn thương độc mã xông đi vào giết chết người ta đại đệ tử không phải tự chui đầu vào lưới à nếu có thể trở về cái kia kình thiên tông trưởng giáo chi nữ thành ân nhân của nàng nên ngang liền có thể tại kình thiên tông đi dạo tần thiên đi đến chính đang nghị luận mấy cái tu sĩ trước mặt các ngươi đang nói cực nhạt chân nhân sự tình đúng không hết thảy năm cái tu sĩ tu vi cao nhất một người vũ hóa nhất biến cảnh, mấy người khác đều là niết bàn ngũ biến, lục biến cảnh. Nhìn đến đến gần bạch y thiếu niên, vũ hóa nhất biến cảnh nam tử nhẹ gật đầu, không sai. Hạ vương hoàng triều, ban bố hoàng gia lệnh truy nã, phàm là đuổi bắt bắt giết cực nhạc chân nhân người, thưởng một kiện vũ hóa cấp đỉnh tiêm thần binh, còn có 30 ức hạ phẩm tiên tinh. Chỉ bất quá. Cực nhạc chân nhân bản thân liền là thiên cương nhất biến tu vi, càng là tinh thông một môn chư thiên đạo pháp lục bên trên vô tận tiểu đạo pháp một trong, am hiểu bỏ chạy chi thuật, hạ vương đại lục bên trên, tươi có người có thể, chạm đến tung ảnh của hắn, nói thế nào bắt giết. Đậu phộng cái đi. Tần thiên bó tay rồi, thiên cương nhất biến cảnh, bản thân tám gậy tre đều đánh không lại, huống chi cực nhạc chân nhân loại này nổi danh trên đời, sống đến nay, đều không chém giết ác ôn. Tiểu huynh đệ, ngươi thật giống như đối với cực nhạc chân nhân cảm thấy rất hứng thú nha vũ hóa nhất biến cảnh nam tử nói nói kình thiên tông đại trưởng lão mang theo một đám đệ tử nói là phát hiện cực nhạc chân nhân tung tích phong tỏa ngàn dặm bên ngoài thập vạn đại sơn ngươi không bằng đi tham gia náo nhiệt ha ha sinh tử nhị biến cảnh ngươi có thể phải thận trọng nha chớ đi về không được mấy cái khác tu sĩ cười vang một đường đa tạ nhắc nhở đi trước thập vạn đại sơn Tại yên lặng theo dõi kỳ biến Tần Thiên thả người bay đi Này, tiểu tử, tử kia sẽ không thực sự đi Thập vạn Đại Sơn tham gia náo nhiệt đi Mặc kệ nó Tự tìm chết, quán không đến chúng ta Thập vạn Đại Sơn Danh phù kỳ thực Liên miên chập trùng hồng hoang cổ lão Sơn Mạch Ngã loan chập trùng, ẩn nứt nguy cơ Tần Thiên đứng ở ngoài dãy núi Còn chưa kịp đi vào Chính là cho một nhóm người ngăn cản đường Người đến người nào kình thiên tông đang ở vây quét cực nhạc chân nhân tại thập vạn đại sơn chỗ sâu ngoại nhân không được tự tiện vào hơn hai mươi cái kình thiên tông đệ tử ngoại tông tu vi cao nhất người lại bất quá sinh tử cửu biến cảnh ha ha ta là nghe được kình thiên tông vây quét cực nhạc chân nhân đại nghĩa cố ý chạy đến hiệp trợ tần thiên đánh cái liếc mắt đại khái chỉ ngươi đông đảo kình thiên tông đệ tử ngoại tông phình bụng cười to ha ha đi nhanh đi cực nhạc chân nhân tất cả chúng ta cộng lại, còn chưa đủ hắn một nhảy mũi giết chết. Nếu lợi hại như vậy, dám hỏi các ngươi kình thiên tông, xuất động gì nhóm cường giả đâu? Sẽ không thất bại đi. Tần thiên bất động thanh sắc, lời nói khách sáo hỏi. Hừ, chúng ta kình thiên tông đại trưởng lão, thế nhưng là thiên cương cửu biến cường giả, còn có đại sư huynh, vũ hóa tam biến cảnh đỉnh phong, còn lại hơn 30 vị đệ tử tinh anh, cái kia cực nhạc chân nhân tuyệt đối chạy không thoát ngươi không nên ở chỗ này cho ta chậm trễ sự tình đi lập tức nếu không đừng trách nên có được tin tức đều biết tần thiên cũng liền không hỏi nữa ba câu ngọc vĩnh hằng mang Rin Gang mở ra một cái huyễn thuật bao phủ lại hơn hai mươi cái kình thiên tông đệ tử ngoại tông đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần trước trước phương thiên không không mịt mờ a à, ta là thế nào tiểu tử kia đâu hẳn là đi đi áp chế khí tức Tần Thiên Thần không biết quỷ không hay ẩn núp tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Lúc này thập vạn đại sơn trung tâm trước một hang núi trận pháp che phủ. Kình Thiên Tông đại trưởng lão tuổi già sức yếu khí tức cuồn cuộn liên hợp cái này Đông đảo đệ tử tinh anh bố trí ra trận pháp. Lúc đầu có thể thuận lợi diệt sát cái kia cực nhạt chân nhân chỉ tiếp trưởng giáo chi nữ còn tại trên tay đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc nhất thời cục diện giằng co. Ha ha Lão cẩu, mau thả ta rời đi Bằng không thì nổi tiếng xấu cực nhạc chân nhân Ngược lại là dáng dấp ôn tồn lễ độ Không đến 30 tuổi Ngũ quan tuấn lãng Toàn thân áo trắng Tay phải nắm lấy một cái tú mỹ linh xảo thiếu nữ Chỉ cần hắn một lần phát lực Lập tức có thể kết thúc cô bé này sinh mệnh Hỗn đảng Mau buông ra đại tiểu thư Kình thiên tông đệ tử tinh anh nhóm, khẳng khái xúc động phẫn nộ cực nhạc chân nhân ngươi trước thả tiểu thư ta đáp ứng lưu tính mệnh của ngươi kình thiên tông đại trưởng lão lời thề son sắc cam đoan nói ha ha làm ta mấy năm nay đao kiếm đổ máu là sống không sao cực nhạt chân nhân ngửa mặt lên trời cười to các ngươi nhanh quyết định đi mở ra trận pháp thả ta đi bằng không thì ngọc thạch câu phần ta giết cái này nương tử ngay tại cách đó không xa đại thúc trên cành cây Tần Thiên nhìn về phía trước khí kịch tính một màn nhiệm vụ của ta chỉ có giết chết kình thiên tông đại đệ tử khác ta cũng mặc kệ cái kia là kình thiên tông đại đệ tử đâu thiếu niên ánh mắt tìm kiếm mục tiêu thượng giới nhị trọng thiên hạ vương đại lục thập vạn đại sơn liên miên chập trùng muôn hình vạn trạng sơn mạch chỗ sâu kình thiên tông một phương đang cùng cực nhạc chân nhân chống cự cục diện cứng ngắc nhất thời nửa khắc không cách nào thỏa hiệp mà Tần Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV lặng yên không một tiếng động, đứng ở cách đó không xa cành lá rậm rạp cành cây to chơi lên, chính là hắn đi. Kình Thiên Tông đại đệ tử, vũ hóa tam biến cảnh, cầm giữ có thần cấp cửu phẩm hỏa thuộc tính võ hồn. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta đột nhiên sợ hết hồn hết vía? Kình Thiên Tông đại đệ tử, bắt cung truy tinh mày nhăn lại. Đáng giận. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, riêng phần mình vận chuyển trận nhãn tuyệt đối không thể thả chạy hỗn đảng này. Kình Thiên Tông đại trưởng lão, mở miệng quát nói. Là, hơn 30 vị Kình Thiên Tông đệ tử tinh anh, đem lực lượng rót vào mở ra trận pháp bình chướng bên trong. Ngươi, cái này lão tạp toái, cực nhạc chân nhân nổi giận, tin hay không, ta lập tức giết cái này tiểu nương môn. Cho cực nhạc chân nhân nắm trong tay thanh nhã thiếu nữ, lộ ra khủng hoảng, sợ hãi thần sắc. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi sẽ không như thế làm." Kình Thiên Tông đại trưởng lão, ngữ khí chắc chắn. Trước tiên đem gia hỏa này trọng thương. Ầm. Um, Ầm. Um. Cực Nhạc chân nhân một bên muốn cố kỵ trên tay phiếu thịt, một bên chống cự lại trận pháp phóng thích ra lực lượng, không cần thời gian uống cạn nửa chén trà, vết thương chồng chất, tóc tai bù xù. "A, à, ta và các ngươi liều mạng." Cùng nộ cực Nhạc chân nhân, dự định giết trên tay Kình Thiên Tông trưởng giáo chi nữ tại giết ra một đường máu, cho dù hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Đang ở cái này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bạch y thiếu niên, không hề có điềm báo trước bát ra. Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh mở ra bát môn độn giáp chi trận thương môn. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc 40 lần. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuyên môn kỹ năng yêu nghiệt thiên nhân trảm. Ngự kiếm thuật đệ nhị thức, vạn kiếm quy nhất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không có người lấy lại tinh thần. Tần thiên thể nội phun ra một vạn đạo ngũ thải kiếm ý, banh sát tại kình thiên tông đại đệ tử, bắt cung truy tinh trên thân thể. Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp chém giết vũ hóa tam biến cảnh cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 250 triệu điểm thiên giới kinh nghiệm trị giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 2 ức điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử tam biến cảnh. Ngạch, cực nhạc chân nhân xem như xuất trước lấy lại tinh thần. Bởi vì Kình Thiên Tông đại đệ tử chết, duy trì vây khốn hắn trận pháp xuất hiện một tia hỗn loạn. Cực nhạc chân nhân dứt bỏ phiếu thịt, bỏ chạy chân trời, ha ha ha. Cùng lúc đó tần thiên hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu tình huống như thế nào kình thiên tông mấy chục tên đệ tử tinh anh đưa mắt nhìn nhau đại sư huynh bị giết đó là cực nhạc chân nhân đồng bọn sao có thể trước chưa nghe nói qua cái này dâm tặc còn có đồng bạn nha a à, đáng giận kình thiên tông đại trưởng lão giận không kềm được đuổi theo cho ta giết ta kình thiên tông đại đệ tử chân trời góc biển đều muốn đem tiểu tử kia thiên đao vạn quả. Giết người xong liền chạy, thực con mụ nó kích thích. Tần thiên rong rủi trên bầu trời, khuôn mặt tiếu dung yêu tà. Chém giết trình thiên tông đại đệ tử, hoàn thành vạn kiếp lâu nhiệm vụ, ta chính là vạn kiếp lâu, chân chính một thành viên. Hôm sau, một kiện rung chuyển tứ phương thịnh sự, tại hạ vương hoàng triều bên trên nhất lên sóng to gió lớn. Liền đang cuộn trào mãnh liệt cổ lão, hắc giang hạp cốc, Xuất hiện một tòa dưới nước bảo tàng, có người bắt được tại đây trong bảo tàng, tản mát ra thần cách khí tức. Thiên Cương Tam thập lục biến cảnh bên trên, thần cách cảnh cường giả sau khi chết sẽ có nhỏ bé tỷ lệ lưu lại thần cách. Thần cách là thần cách cảnh cường giả, một thân tu vi thần lực ở tại, luyện hóa về sau, đối với người tu vi, có khó có thể tưởng tượng có ít. Khó xử chỗ ở chỗ, nước kia dưới bảo tàng, không gian cửa vào cực kỳ không ổn định nhiều nhất có thể tiếp nhận thiên cương nhất biến cảnh cường giả đi vào. Nếu là vượt qua cảnh giới này, dẫn đến bảo tàng không gian đổ sụp, liền trúc lam mút nước, công giả tràn, tất cả mọi người không có cơ duyên. Bởi vậy, hạ vương đại lục bên trên, các cái thế lực thiên tài, thậm chí cả hạ vương hoàng triều hoàng thất thiên kiêu, đều là đi mà đến. Một cái thần cách sức hấp dẫn quá lớn. Tần Thiên nghe nói tin tức này về sau, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Khoảng cách Hắc Giang Hạp Cốc tranh giới Hắc Giang Thành, trong khoảng thời gian này, bầu không khí nóng nảy, các phương mưu toan nhiễm thần cách dưới nước bảo tàng thiên tài, cường giả, không hẹn mà cùng tạm thời lựa chọn đến nơi này, nghỉ chân một chút. Mới vào thành, tầng thiên liền là tháng nhiên, phố lớn ngõ nhỏ bên trên, vũ hóa cảnh cấp độ nhân vật khắp nơi có thể thấy được, hư thần cảnh, chân tiên biến khí tức, cũng là không thiếu khuyết. Ly Lệ Kiêu ngạo chói tai hót vang âm thanh từ xa đến gần. Một đầu ngũ thải linh vũ to lớn phi cầm, chở đi mấy bóng người, rơi xuống hắc giang thành. Lập tức tạo thành không nhỏ ba động. Trời ạ, à, đây là ngũ thải cự cầm, chảy xuôi theo thần thú chu tước huyết mạch linh thú, tại hồng hoang vạn thú ghi chép, thuộc về linh phẩm, bài danh 31 tồn tại. Tần thiên mày nhăn lại đầu này ngũ thải cự cầm, khí tức thực lực, cùng chân tiên cảnh cấp bậc cường giả đánh đồng với nhau, để cho người ta nhìn mà than thở. Ai? Ta kim lân ấu long lúc nào mới có thể lấy trưởng thành? Lúc đó cưỡi một cái kim lân thần long chinh chiến vạn giới, ngẫm lại đều có thể vang dội ngàn vạn thiếu nữ. Trừ ngoài ra, làm người khác chú ý là cái kia ngũ thải tự cầm trên lưng đi xuống ba nam một nữ. Hai cái lão giả, một cái tử kim long bào, đầu đội vương miệng kiêu căng thanh niên, còn có một cái quốc sắc thiên hương, khí chất cao quý, như ngồi trong mây nữ tử. Rất mạnh, Tần Thiên đoán chừng cái kia hai cái lão giả, tối thiểu là đến rồi thiên cương nhất biến cảnh, mà tài chính long bào thanh niên, là chân tiên cửu biến cảnh, khác mỹ lệ nữ tử, cũng là chân tiên cửu biến cảnh. Chỉ sợ thăm dò dưới nước bảo tàng trong đội hình, bọn hắn xem như cường hãn nhất một phương. Ta nghĩ dùng vũ lực, đoạt đến thần cách, là không thể nào. Nhất định phải động động đầu óc. Tần Thiên chuẩn bị tìm cái nhiều người địa phương, hỏi thăm một chút, liên quan tới lần này bảo tàng đều dẫn tới cái gì đỉnh tim đội hình. Ân hạ linh tâm đại mi nhíu lên, thuận thế nhìn lại, gặp được một cái bạch y thiếu niên bóng lưng, gia hỏa này. Sinh tử tam biến. Một lát sau, ngư long hỗn tạp, tiếng ồn ào ngất trời trong tử lâu. Tần thiên đi vào, không có bao nhiêu chú ý, ngược lại cũng là một chút miệt thị ánh mắt, ha ha. Sinh tử tam biến cảnh, đến hát giang thành làm gì? Chẳng lẽ đối với cái kia thần cách bảo tàng, cũng có hứng thú? trong góc một cái mang theo mặt nạ nam tử con ngươi co vào chủ động đứng dậy nên đón tiểu huynh đệ lại gặp mặt ngươi là cảm giác quen thuộc tần thiên trong đầu tìm kiếm một lát sau kinh hô cực nhạt ta dựa vào ngươi nhỏ giọng một chút mang theo mặt nạ rõ ràng là cực nhạt chân nhân không nghĩ tới cái này đại dâm tặc cũng đi tới hắc giang thành bất quá lấy hắn thân phần không giấu đầu lòi đuôi lập tức sẽ cho vô số tu sĩ cho vây quét giết chết cụ cụ tần thiên xấu hổ ngươi còn dám đến nơi này thượng giới nhị trọng thiên hạ vương đại lục hắc giang thành ngư long hỗn tạp tiếng ồn ào chói tai trong tử lâu áo trắng cúng mỹ thiếu niên ở chỗ này lộ ra không hợp nhau nhất là giờ phút này tần thiên trên mặt một mảnh kinh ngạc đậu đen rau muốn ngươi cái này nổi tiếng xấu dâm tặc còn dám tới cái này Vương bác đảng, ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, liền sẽ không có người, nhận ra ta tới. Mang theo mặt nạ, giấu đầu lòi đuôi cực nhạt chân nhân, lôi kéo thiếu niên ngồi xuống xa góc hẻo lánh trên mặt bàn, mở miệng nói ta còn phải cám ơn ngươi, không phải tiểu tử ngươi đột nhiên xuất hiện, giết kình thiên tông một người, đảo loạn bọn hắn trận cước, ta một đời anh danh, sợ là muốn chôn vùi đến thập vạn đại sơn bên trong đi. Ngươi chết ở đâu, quan ta lông sự tình, bất quá một đời anh danh bốn chữ mời ngươi thay cái từ. Tần Thiên nhếch miệng, căn vốn không muốn cùng cái này dâm, tặc có quá nhiều giao lưu. Hắc hắc. Đừng kéo vô dụng, ngươi tốt xấu cứu ta một lần, lão tử từ trước đến nay có ân tất báo, ngươi là vì hắc gian hạp cốc dưới, nước kia dưới bảo tàng mà tới đây a. À. Cực nhạc chân nhân, ngữ khí thật sự nói nói ta có thể mang ngươi một khối hành động. Chỉ ngươi cái này sinh tử tam biến cảnh tu vi, còn chưa đủ làm bia đỡ đạn, không ta dìu dắt, ngươi tuyệt đối là pháo hôi. Ngạch, hắn nói cũng không sai, liền lấy trước đó nhìn thấy ngũ thải cự cầm thượng tẩu dưới bốn người, đều có thể nhìn ra lần này dưới nước bảo tàng, hút đưa tới bao nhiêu khủng bố đội hình, ta hoàng mỹ nhất lựa chọn, chính là mượn nhờ cái này dâm, kẻ gian lực lượng. Tần Thiên suy nghĩ sát na, gật đầu đáp ứng, được, liền tạm thời liên thủ. Gió nổi mây phun, hắc gian thành bầu không khí nóng nảy, đầy áp người. Đến rồi ngày kế tiếp, Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời đội ngũ, không hẹn mà cùng, chạy tới một chỗ. Liên miên vạn lý, vượt ngang hạ vương đại lục hơn phân nửa cương thổ cu rô, có một tòa thiên nhiên hẻm núi dòng nước xoáy ngầm. Dưới nước bảo tàng, chính là mai tán ở phía dưới. Không sai biệt lắm trên vạn người, đứng lặng tại thiên không bên trên. Tần thiên cảm thấy, bản thân sinh tử tam biến cảnh, là toàn trường yếu nhất một cái yếu gà. Tự nhiên là tu vi bên trên nếu là chiến lược lời nói mình có thể dễ như trở bàn tay diệt sát phổ thông vũ hóa cảnh cường giả ngươi lại nhìn cái gì đột nhiên tần thiên phát giác được bên cạnh cực nhạc chân nhân sau mặt nạ con mắt cắt gao nhìn chầm chầm một bóng người xinh đẹp đó là một khí chất cao quý trầm ngư lạc nhạc dáng vẻ nữ tử không phải là hôm qua từ ngũ thải cự cầm trên người đi xuống thiếu nữ sao tại bên cạnh của nàng hai cái lão giả Riêng phần mình là thiên cương nhất biến cảnh, người mặc tử kim long bào, đầu đội vương miệng ngạo khí thanh niên, chân tiên cửu biến cảnh. Hắc hắc! Tốt một cái dây người nha, cực nhạc chân nhân, ngữ khí kìm nén không được dục vọng mở miệng nói, tiểu tử, người biết rồi nàng là ai chăng? Ha ha! Bị một đầu sắt, sói để mắt tới vô tội nữ tử, tần thiên trực tiếp trả lời. Lăng! Cực nhạc chân nhân giận không kềm được, tiểu tử, nàng là hạ vương đại lục hạ vương hoàng triều trưởng công chúa hạ linh tâm hạ vương hoàng triều bên trong thiên phú cao nhất hai người một cái là nàng còn có một cái là vậy thái tử hạ hướng a à, tần thiên thật không nghĩ tới địa vị lớn như vậy ta thế nhưng là có nghe thấy ngươi bắt đi qua hạ vương hoàng triều công chúa còn bị vây quét hiện tại ngươi bạo lộ thân phận ra lời nói lập tức sẽ bị cái kia hạ linh tâm thái tử hạ hướng hai người cho thiên đao vạn quả đi cạc cạc. Ngươi đừng nói, hạ vương hoàng triều công chúa, thân kiêu thịt mắt, còn tư sắc kỳ dai. Chỉ tiếc ta chưa kịp ra tay, liền cho vây quét ở, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lần này chiếm được cái kia, trong bảo tàng thần cách, ta tu vi tăng nhiều, trước bắt giữ cái này trưởng công chúa hạ linh tâm. Cực nhạc chân nhân càng nói càng kích động, đến lúc đó, cho ngươi cũng chơi đùa. Hắn mẹ kiếp, gia hỏa này coi ta là thành người nào, chung một chí hướng bằng hữu. Tần Thiên dở khóc dở cười. Tạm thời bỏ qua một bên đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Tần Thiên nhìn quanh ở đây, từng cái đội hình. Gần như hơn vạn tên tu sĩ, vũ hóa cảnh đến hư thần cảnh, lại đến chân tiên cảnh. Chí cường giả, bất quá thiên cương nhất biến cảnh, cùng sở hữu 34 người. Long tranh hổ đấu, tất sẽ khó tránh khỏi. ầm, uhm. Quanh. Vốn là giữ tợn mãnh liệt, nước lên nước xuống hách gian hạp cốc, Bỗng nhiên trung chuyển bày biện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Phổ thông vũ hóa cảnh tu sĩ ngã vào, đều sẽ hài cốt không còn. Mà ở vòng xoáy khổng lồ nhất cuối cùng, có một tòa hư ảo đại điện bảo tàng, như ẩn như hiện, nhiếp nhân tâm phách. Là dưới nước bảo tàng. Ha ha ha. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ, kích động cuồng nhiệt. Vượt lên trước lướt vào vòng xoáy không hề nghi ngờ là những cái kia đỉnh tiêm đội hình, có thiên cương cấp bậc cấp độ cường giả dẫn đầu. Chúng ta đi. Cực nhạc chân nhân thể nội mênh mông tiên nguyên mở ra, bảo vệ được bên cạnh thiếu niên, rơi vào vòng xoáy. Tất cả mọi người, bước vào hư ảo bảo tàng đại điện trong nháy mắt, mới là sợ hãi tháng phục ở, có động thiên khác. Trên vạn người, đứng ở một cái vô biên vô tận trên bình đài. Đầu gối trở xuống, mờ mịt hào quang kéo dài phun thả vĩ ngạn lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, tạo thành một cái mơ hồ lão giả, ở trên cao nhìn xuống, mở miệng nói nói ta chính là thanh hạt lão nhân, tung hoành 1.300 năm, vẫn lạc đến tận đây, lưu lại thần cách, các ngươi muốn có được, liền phải đi qua trùng điệp cửa ải, tự giải quyết cho tốt đi. Thanh hạt lão nhân là tòa này dưới nước bảo tàng chủ nhân đi. Hết sức quen thuộc tiết tấu, nương theo lấy đến, đó là nguy cơ cùng tử vong cảm giác. Tần thiên mày nhăn lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch trong hoảng hốt tất cả mọi người không thấy tần thiên phát hiện khổng lồ vô ngần trên bình đài chỉ còn sót tự mình một người bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái khủng bố vĩ ngạn hung thần ác sát ma thần trống hèn mọn tiểu tử nhanh lăn ra ngoài từng tôn vô thượng ma thần mở miệng gào thét nói chấn người phát hội tần thiên cảm thấy mình sắp thất khiếu chảy máu ý chí phá toái nhưng vẫn là mạnh mẽ cứng chắc xuống tới, hắc hắc. Ta tưởng rằng cái gì cửa ải khó khăn, chẳng phải mê hoặc một chút trong lòng huyễn tưởng sao. Làm càng. Trên trăm tôn ma thần hư ảnh, đồng thời giơ tay lên cánh tay, tựa như ngũ hành đại sơn, đánh tới hướng nhỏ bé bụi bặm thiếu niên. ầm ầm ầm. Trong tưởng tượng, thiếu niên nên hồn phi yên diệt. Một cái ngay người công phu, tần thiên mở to mắt, phát hiện mình, bình yên vô sự, đứng ở chỗ cũ. Chỉ bất quá trên bình đài, có một phần mười người, đều bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Tiểu tử, không tệ nha, cực nhạc chân nhân, vỗ vỗ thiếu niên bả vai loại kia huyễn tượng, ta lại là giật nảy mình đâu. Em đi. Ngươi dọa ta một hồi. Tần thiên trừng mắt liếc cực nhạc chân nhân. a à, Cái kia sinh tử tam biến cảnh tiểu tử, tâm trí cực kỳ cứng cỏi, không ít người, kinh diễm. Hạ vương hoàng triều trưởng công chúa, hạ linh tâm ý vị thâm trường liếc qua bạch y thiếu niên là hắc giang thành gặp phải gia hỏa sao ầm 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 nguy cơ vẫn chưa hết đây đất trung núi chuyển một tiếng cao vút hót vang tiếng vang triệt quái vật khổng lồ xoay quanh ở tại đỉnh đầu lăng không mà ra huyển tượng thí luyện kết thúc thăm dò dưới nước bảo tàng hơn nghìn người đường đi bọn hắn tâm trí không vững không chống đỡ được huyển tượng ngã trên mặt đất mê man không dậy nổi nhưng huyển tượng bất quá là cửa khẩu thứ nhất, lập tức là nghênh đón mới nguy cơ. Lớn như vậy bình đài lung lay sắp đổ, không chịu nổi phụ trọng, một đầu quái vật khổng lồ, xoay quanh ở trên đỉnh đầu, phát ra cao hót vang. Tần thiên ngửa mặt nhìn lại, đậu đen rau muống. Đó là một đầu toàn thân che phủ thanh sắc linh vũ, mở ra cánh, chừng ngàn trượng to lớn yêu hạt. Quan trọng nhất là, cái này yêu hạt tản ra khí tức ba động, so với phổ thông thiên cương nhất biến cảnh cường giả, cường đại rồi gấp trăm lần tối thiểu là đủ để cùng thiên cương bát biến cử biến cấp bậc nhân vật đánh đồng với nhau súc sinh này thể nội có thần thú huyết mạch cũng không biết là ai hô một tiếng cao không khí hết sức trầm trọng ba ba kiên lặng tại thiếu niên trong cơ thể kim lân ấu long phát ra thanh âm non nớt tần thiên ngầm hiểu tiểu long lại là yêu cầu cái kia to lớn yêu hạt trong cơ thể thần thú huyết mạch ông trời của ta muốn mạng người nha. Đi một bước nhìn một bước đi. Ly. Lệ. Bỗng nhiên, che khuất bầu trời to lớn yêu hạt, dĩ nhiên là đáp xuống, hai cánh vỗ, nhấc lên gió bão, có thể miễu sát vũ hóa cấp độ cường giả. Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh mở ra ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra bát môn độn giáp chi trận, thương môn. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc 40 lần. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, yêu nghiệt thiên nhân trảm. Trong nháy mắt, đem tất cả hình thái vận chuyển, tầng thiên hét lớn một tiếng Susano no Mikoto. Hất lên tử sắc áo ngoài, che kín kinh lạc máu thịt hình thái thứ hai Susano no Mikoto, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem mình bao phủ lại. Phổ thông vũ hóa tứ biến, ngũ biến cường giả, cũng rất khó công phá ầm ầm a à. tiếng kêu thảm thiết chập trùng không biết bao nhiêu người chết tại to lớn yêu hạt hai cánh vỗ chế tạo ra gợn sóng bên trong trăng rắc hình thái thứ hai susano Nomikoto thủng trăm ngàn lỗ tầng thiên long mày thâm trầm mẹ kiếp súc sinh này căn bản không phải ta có thể đối phó giao cho những người khác đi ta ngồi thu ngư ông thủ lợi không sai nha cực nhạc chân nhân nhìn bình yên vô sự thối lui đến xa xa bạch y thiếu niên trong lòng hoảng sợ trách không được thập vạn đại sơn bên trong nhất kích tất sát kết thúc kình thiên tông đại đệ tử sinh mệnh tiểu tử này chỉ có sinh tử tam biến cảnh bất quá tay đoạn chiến lực siêu quần là một ngàn năm khó gặp thiên tài chư vị đồng loạt ra tay công sát súc sinh này một cái thiên cương nhất biến cảnh trung niên nhân mở miệng quát nói trong phút chốc ở đây 34 cái thiên cương nhất biến cảnh tu vi cường giả triển khai hoàn toàn khác biệt thế công. Cảnh giới ngưng lại tại chân tiên cảnh, hư thần cảnh cường giả cũng là nhau nhau gia nhập. Tần Thiên trốn ở nơi hẻo lánh, không có ai đi oán trách sinh tử tam biến cảnh, không trốn đi, chẳng lẽ lại chạy đi tìm cái chết nha. Súc sinh, nạp mạng đi. Thân thể cường tráng, màu đồng cổ gia hán tử, cầm trong tay một thanh vũ hóa cửu chuyển phẩm chất trường đao, thế công mãnh liệt bá đạo, có thể oanh sát thiên cương nhị biến, tam trọng thiên hắn là như vậy ở đây tất cả thiên cương cảnh tu vi chi nhân bên trong, mạnh nhất một cái. Muốn nói cực nhạc chân nhân, thực lực của người này, qua loa cùng phổ thông cùng gia nhân vật đánh đồng với nhau, nhưng hắn tinh thông một môn chư thiên đạo pháp lục bên trên tiểu đạo pháp, bỏ chạy chi pháp. Đáng tiếc tại dưới nước bảo tàng, tuyệt đối không dám dùng, một khi dùng, lập tức bại lộ thân phận. Tần Thiên lưu ý đến còn có Hạ Vương Hoàng Triều Trưởng Công Chúa, Hạ Linh Tâm, cùng vậy Thái Tử Hạ Hướng, hai người tuy nói là chân tiên cửu biến cảnh, chiến lực chân chính, có thể địch nổi thiên cương nhất biến cảnh. Trừ ngoài ra, ở đây còn có mấy mười cái thiên tài đứng đầu, chân tiên cửu biến cảnh, chiến lực đột xuất siêu quần, không thể kinh thường. Ly Lệ Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, to lớn yêu hạt dưới sự phẫn nộ, lực lượng trong cơ thể một mạch phóng thích, biến thành thôn thiên tế nhật phong bạo. Trong phút chốc, rất nhiều người một mệnh ô hô, còn có mấy cái thiên cương tu vi cường giả, đều qua qua thổ huyết. Ha ha! Súc sinh này không được, mọi người tại tăng thêm sức. Nhất cổ tác khí, thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, to lớn yêu hạt tinh bị lực tẩn, bị chém giết. Chỉ là, chiến đấu chưa từng kết thúc. Chảy xuôi tại to lớn yêu hạt trong cơ thể thần thú huyết mạch, là hiếm có trân quý báu vật. Đoạt trước mở miệng nói chuyện liền, hạ linh tâm, các vị, bán ta hoàn thất một bộ mặt, cái này thần thú huyết mạch, cho ta được. Nàng có một con linh sủng, ngũ thải cự cầm. Nếu là hiếm có một chút thần thú huyết mạch, sẽ trưởng thành càng cường đại hơn. Từ từ tiếp cận, lột xác thành chân chính thần thú. Cho nên hạ linh tâm, sau bất luận kẻ nào, đều khẩn cấp hy vọng đạt được to lớn yêu hạt thần thú huyết mạch. Ha ha. Dựa vào cái gì? Yêu thú là mọi người cùng nhau giết. Hạ vương hoàng thất lại là hạ vương đại lục bên trên kẻ thống trị, ở chỗ này, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Hai cái thiên cương nhất biến cảnh lão giả, đứng ở hạ linh tâm bên cạnh. Bất đắc dĩ, hạ linh tâm chỉ có thể mở miệng nói động thủ, chiếm lấy thần thú huyết mạch. Trên bình đài, lập tức trở nên hỗn loạn. Tần thiên trong hốc mắt, ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa ringan, phóng thích không gian nhãn lực thần uy. Vô hình vô chất không gian nhãn lực, thêm nữa vô số cường giả lại tại công kích lẫn nhau, căn bản không có phát giác được. Tử vong cự hạt thể nội chỗ sâu, thần thú huyết mạch một chút xíu bị cách không thu lấy đi. Tiểu gia hỏa, nhanh lên ăn a à, tần thiên đem có được thần thú huyết mạch lực lượng, lặng yên không một tiếng động chuyển dời đến thể nội. Kim lân ấu long lập tức là thấy được đồ ăn, ngụm lớn thôn vệ, luyện hóa tân. Thơm quá, ăn ngon. Soạt. Đã mất đi thần thú huyết mạch, to lớn yêu hạt thi thể tựa như cát vàng phiêu nhiên trông vùi hỗn chiến ngưng kết tất cả mọi người há mồm trợn mắt tình huống như thế nào đáng giận là ai trộm đi thần thú huyết mạch hạ linh tâm nhất là nổi nóng ánh mắt nhìn quanh ở đây mỗi người đối với nơi xa bạch y thiếu niên không có đem lòng sinh nghi ta vương bác đảng ai trộm đi thần thú huyết mạch lập tức thừa nhận bằng không thì ta phát hiện hắn nhất định phải nghiền xương thành tro thiên đao vạn quả đi. Ha ha, lừa gạt đồ ngốc đâu. Ta muốn là thừa nhận, mới có thể bị ngươi ăn sống nuốt tươi, không thừa nhận, ngươi không có biện pháp bắt ta. Tần thiên khóe miệng cười yếu ớt, kim lân ấu long ăn hết mỏng manh thần thú huyết mạch về sau, vừa lòng thỏa ý, nhắm mắt lại, nằm ngáy o o đứng lên. Ai, tiểu long bảo bảo, nên ăn một chút, nên uống một chút, chuyện gì đừng quên trong lòng đặt. Nhìn thấy chậm chạp không có người trả lời, hạ linh tâm lại tìm không ra người kia đến được hèn hạ tiểu nhân ngươi liền giấu đi đi đông 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 bình đài phía trên xuất hiện một cái không gian vết nứt nên thông đạo bảo tàng chỗ sâu cầu nối đi mấy ngàn người tranh nhau chen lấn đi vào tầng thiên dưới chân trầm xuống hiện lên một chỗ được xưng tụng nguyên thủy hồng hoang rộng lớn bát ngát thiên địa bốn bề vắng lặng xem ra tiến vào trước đó không gian vết nứt tất cả mọi người đều bị tách ra thần bí mà nguyên thủy hoang vu đại địa bên trên dốc đứng giữ tận cự phong lẫn nhau chập trùng nhiều vô số kể tần thiên đứng cô đơn ở một tòa cự phong chi đỉnh nhìn ra xa bốn phương tám hướng tiếng xé gió đánh tới đường tắt thiên không là một cái tu vi tại hư thần cửu biến cảnh nam tử hắn nhìn thoáng qua tần thiên về sau chính là rời đi thanh hạt lão nhân bảo tàng khẳng định ở nơi này một nơi nào đó bất quá chẳng có mục đích tìm kiếm liền muốn nhìn cái người cơ duyên. Ta ngược lại không cần đi. Tần Thiên hắn giọng một cái yêu nghiệt hệ thống, có thể mở ra địa đồ hình thức sao? Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống kiểm trắc này phương thiên địa bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh có thể mở ra hệ thống đồ. Quá tốt rồi, Tần Thiên vui mừng quá đổi. Bản thân vốn chính là lần này thăm dò dưới nước bảo tàng, tu vi yếu nhất một cái, tại không có điểm hách sử dụng, thật là bi thiên khóc. Một trương ầm ầm sống dậy, cảnh tượng khắc họa trong rất sống động đồ, triển khai hiển hiện đến trong đầu. Hệ thống đồ bên trên, phía đông nam có một cái tiêu ký, chính đang mãnh liệt nhảy lên, trừ ngoài ra, từng cái phương hướng, đều có tiêu điểm ấn ký. Cộng lại, 10 cái đi. Chớ biện pháp, từng cái tới đi tầng thiên thả người bay ra, chạy tới cách mình, người gần nhất tiêu điểm. Hai sau ba canh giờ, bạch y thiếu niên, đã tới một mặt vách núi trước. Nguy Nga Đại Sơn, muôn hình vạn trạng, giống như nằm sấp cự nhân. Ta đến xem, có gì huyền cơ tần thiên trong tay trảm thánh kiếm hiển hiện, nhất kiếm đâm ra. Bá đạo đáng sợ này ngủ thải kiếm quang, tại kiên cố không phá vỡ nổi trên vách núi đá, mạnh mẽ mở ra một cái hang ngầm nói. Tần thiên chui vào xem xét, nguyên lai trong núi lớn bộ phận, là một cái mở tốt hang động. Năng lượng kinh người ba động, lay động nhân tâm. Một khối hỏa đỏ như lửa, chảy xuôi dung nham chất lỏng linh chi, cắm rễ tại khe đá bên trên. Đồng thời trên mặt đất, tán lạc rất nhiều thứ, bất quá phần lớn một nát vỡ vụn, còn có một cái chứa đựng đạo cụ giới chỉ. Tần Thiên nhặt lên giới chỉ, thả thả ra thần thức trên 10 tỷ hạ phẩm tiên tinh, đập vào mắt vành mắt. Phát tài. Trừ ngoài ra, cái này linh chi cũng là dựng dục năm tháng dài đằng đẵng, mới diễn sinh ra cực phẩm chân vật liệu đi ta có thể dùng để đề thăng tu vi. Đinh Ken Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa hỏa diễm dông tương linh chi. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử tứ biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử ngũ biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử lục biến cảnh. Tiếp tục. Tần thi ngênh ngang rời đi, thăm dò hạ cái hệ thống ô biểu tượng điểm. Lần này liền không có rất thuận lợi, đến một cái bị người nhanh chân trước phải ngoài sơn cốc trong sơn cốc còn truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau áp chế khí tức tần thiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn cốc mới nhìn rõ ràng ra tay đánh nhau hai người thình lình đều là thiên cương nhất biến cảnh mang theo mặt nạ cực nhạc chân nhân còn có một cái lão giả tóc hoa râm ân ừ. tần thiên tại ẩn giấu vẫn là bị cực nhạc chân nhân phát hiện lúc này hô to ha ha tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc nhanh ta kìm chân cái này lão tạp mau, ngươi cầm long nguyên huyết nhục quả rời đi trước, đến lúc đó chia đều. Long nguyên huyết nhục quả. Tần thiên nghe vậy, hô hấp cấp gáp ta dựa vào, đây chính là siêu cấp thiên tài địa bảo nha. Quả nhiên, một cái hình dạng, tựa như cự long thân thể co rút trong suốt sắc trái cây, sinh trưởng ở phía xa. Còn có cao vút, thần bí tiếng long ngâm, liên tục không ngừng phát ra. Hừ. Sinh tử lục biến cảnh sâu kiến, dám can đảm hỏng lão phu chuyện tốt sao thiên cương nhất biến cảnh lão giả con ngón tay khẽ búng một đạo quan mang bắn ra mưa toan đem thiếu niên diệt sát ầm ừ. bị cực nhạt chân nhân cản lại ha 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 các ngươi đánh các ngươi chia đều cực nhạt chân nhân nghĩ hơn nhiều ta muốn độc chiếm nha tần thiên lấy xuống long nguyên huyết nhục quả bỏ trốn mất dạng nhanh như chớp công phu không thấy bóng dáng cực nhạc chân nhân đều mê mang tiểu tử này. Tình huống như thế nào? Tìm một rừng rậm tươi tốt bên trong trốn. Tần thiên xuất ra, long nguyên huyết nhục quả, hưng phấn liếm môi một cái. Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một cái, long nguyên huyết nhục quả. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử thất biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử bát biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp sinh tử cửu biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp niết bàn nhất biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp niết bàn nhị biến cảnh. Thoải mái. Tần Thiên có chút lưu luyến không rời mở to mắt, còn chưa đủ nha, tu vi vẫn quá yếu. Phía dưới một tháng thời gian, thiếu niên phản phất như là một đầu sói đói, dựa vào yêu nghiệt hệ thống trên bản đồ tiêu điểm ấn ký, không kiên nể gì cả, không cần đến đi đường nghiêng, mục đích minh xác vơ vét lấy, khắp nơi cơ duyên cảnh giới tu vi trên phạm vi lớn bảo tàng có vũ hóa nhất biến cảnh bây giờ tầng thiên đụng phải chân tiên cấp độ nhân vật cũng dám can đảm đánh một trận tự nhiên xếp vào hạ vương hoàng triều trưởng công chúa hạ linh tâm loại kia thiên tài chân tiên cửu biến cảnh thực lực trác tuyệt coi như xong đi khẳng định đánh không lại ầm um, quanh chấn thiên động địa dị tượng đúng hạn mà tới hiện ra đến giữa thiên địa Tần Thiên nghe tiếng mà đến, nửa trên đường đụng phải cực nhạc chân nhân. Cái sau lập tức là rống to ta. Ngươi tên Vương Bác Đảng này, thua thiệt ta tín nhiệm ngươi, Vương Bác Đảng, ngươi vậy mà nuốt riêng long nguyên huyết nhục quả. Khụ khụ. Ngươi không phải đã nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên sao. Ta sẽ phải một cái long nguyên huyết nhục quả, Tần Thiên khoát tay áo, trả lời. Vũ hóa nhất biến cảnh. Lập tức, cực nhạc chân nhân ngữ khí kinh ngạc không có khả năng nha một cái long nguyên huyết nhục quả mà thôi sẽ không để cảnh giới của ngươi tăng lên nhiều như vậy đi lại có một chút thu hoạch mà thôi cốt không cần lãng phí thời gian không thấy được to lớn dị tượng động tỉnh sao đó mới là món chính tần thiên viết khai thoại đề tiếp tục đi đường bốn phương tám hướng mấy ngàn tên tu sĩ quay chung quanh tại dị tượng cột sáng bên ngoài mở ra ba câu ngọc vĩnh hằng mang sarin gan Tần Thiên khám phá, sáng chói che đậy tầm mắt dị tượng trong cột sáng, nổi lơ lửng ba kiện đồ vật. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, tròn trịa sáng long lanh đang dược. Tản mát ra cuồng cuộn vô cùng ba động, nhất định không phải phàm vật. Còn có một cái trường thương binh khí, lại là siêu cấp phẩm chất tiên khí. Cuối cùng thì là một bản cổ thư bí tịch. Sói nhiều thịt ít nha, Tần Thiên đem mục tiêu khóa chặt đến rồi, đang dược bên trên đến rồi thượng giới nhị trọng thiên về sau, chính mình mới minh bạch, cỡ nào khẩn cấp hy vọng mạnh lên, vẻn vẹn nhị trọng thiên, liền cường giả vô số. Thực lực của mình, một chút bọt nước, cũng rất khó lật lên. Sau nửa canh giờ, dị tượng cột sáng, trục sụp đổ, ba món đồ, riêng phần mình lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, độn hướng chân trời. Cực nhạc chân nhân, đuổi theo quyển cổ thư kia bí tịch. Tần thiên như vậy, lại cùng cái này dâm, tặc mỗi người đi một ngã, đuổi theo đang dược đi. Đuổi theo đang dược còn có 7 cái thiên cương cảnh cường giả, bao hàm hạ vương hoàng triều trưởng công chúa, hạ linh tâm. Từ đâu tới tiểu tử thúi, không nhìn bản thân bao nhiêu cân lượng, cũng dám thăm dò thần Đan, một cái vũ hóa nhất biến cảnh cường giả, lúc này hướng về phía bạch y thiếu niên, phát ra diệt sát tính thế công. Tuy đuổi thần bí đang dược tu sĩ, nhân số có hơn 2.000 người. Bao quát 7 cái thiên cương nhất biến cảnh cường giả, chân tiên cấp độ mấy trăm người. Chân tiên nhất biến cảnh nam tử, thần sắc dữ tận, hừ. Vũ hóa nhất biến cảnh, phế vật, cũng xứng thăm dò vu thần đang sao. Nói là không chút khách khí, thể nội mênh môn tiên nguyên cuồn cuộn mà ra, đánh phía bạch y thiếu niên. Những người khác tự nhiên là sẽ không nhúng tay đi quản, vũ hóa nhất biến cảnh tu vi, hơi không đủ nói. Từ khi đi vào dưới nước bảo tàng về sau, tần thiên liền đem yêu nghiệt hình thái, bác môn độn giáp, Mankyo Sharingan đều là mở ra. Tăng thêm giờ phút này, vũ hóa nhất biến cảnh căng cơ tu vi. Ha ha! Ngươi muốn chết à, ta thành toàn ngươi. Tần thiên trong hốc mắt, màu đỏ tươi thần bí ba câu ngọc, vĩnh hằng Mankyo Sharingan thôi động nhãn lực. Thần uy! Rầm rầm! Hung hoành bá đạo không gian nhãn lực, đem nhào tới cuồng cuộn tiên nguyên đều hấp thu hết, sau đó chân tiên nhất biến cảnh nam tử, thân hình vặn vẹo. A. À. Không. Đây là cái gì hắn dốc hết toàn lực chống cự, đáng tiếc là phí công, linh hồn cùng thân thể, bị thổi nhập dị độ không gian diệt sát đi. Đinh. Ken. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, vượt cấp chém vết, chân tiên nhất biến cảnh cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng hai ức điểm thiên giới kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 150 triệu điểm thiên giới kim tệ trị chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa nhị biến cảnh. Quá yếu gà, chân tiên nhất biến cảnh, cũng chỉ thường thôi. Tần thiên không có gì lạ thu liễm khí thế, trong mắt nhãn lực bình tĩnh ẩn nút. T, là tuyệt thế thiên tài sao? Trách không được lẻ loi một mình, tới nơi này. Nhưng có chút ngu xuẩn đi, mặc kệ thực lực của hắn mạnh cỡ nào, cánh chim không gió, không cùng các trưởng bối hành động chung, chết yểu là rất dễ dàng chúng nhiều cường giả cảm thán một tiếng về sau không còn đi chú ý bạch y thiếu niên hạ vương hoàng thất trưởng công chúa hạ linh tâm thì là đại mi nhíu lên huyết mạch của hắn đôi mắt có thể vận dụng không gian lực lượng hiếm thấy mà lực lượng thần bí nha trước đó to lớn yêu hạt thể nội thần thú huyết mạch vô duyên vô cớ biến mất có phải hay không là hắn trong bóng tối trộn đi tần thiên cảm thấy được hạ linh tâm nhìn mình cầm chầm trong lòng rung lên nải nải cái này tiểu nương môn đoán được cái gì không? Bất quá nàng không có bằng chứng, đánh chết ta cũng không thừa nhận, cự hạt trong cơ thể thần thú huyết mạch là ta trộm đi. Sư Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thần bí linh đan, chui vào một cái trong hồ. Đại lượng cường giả, đứng ở phía trên hồ, lẫn nhau cảnh giác, không có người đánh vỡ cục diện này. Hắc hắc, đang dược liền một hạt, ta xem đấu cái cá chết lưới rách, thiên băng địa liệt, không bằng ai tìm được trước đang dược, chính là của người đó một cái thiên cương nhất biến cảnh lão giả âm mở miệng cười nhắc nhở nói tốt cứ làm như vậy nếu như ai vi phạm với lời mở đầu liền trời tru đất diệt lập tức tất cả mọi người gật đầu đồng ý ầm ầm mấy ngàn người đâm đầu thẳng vào hồ nước tìm kiếm thăm dò đứng lên cái kia linh đang giống như có rất cường đại linh tính thu liễm khí tức để cho người ta thần thức không cách nào thăm dò chỉ có thể dựa vào vận khí Tần Thiên hoàn toàn khác biệt, có được ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu Vô khổng bất nhập nhãn lực, lan tràn bát phương, phát hiện đang dược tàn tại một cái sang hô trong khe hở. Ánh sáng che giấu, cùng sang hô sắc thái một thể, nói không chừng có có người đứng ở bên cạnh, đều thấy rõ không đến mánh khóe. Nói là em tai, ai phát hiện ra trước đang dược, là của ai, chỉ sợ ta được đến về sau, đều muốn đến đoạt. Tần Thiên bất động thanh sắc, vận dụng không gian nhãn lực, đem đang dược lăng không thu lấy đến thể nội ta phát hiện một đạo thanh thúy tiếng nói bỗng truyền đến bên tai dung mạo tuyệt đại hạ linh tâm đứng ở bạch y thiếu niên trước mặt tốt lắm ngàn liệu vạn liệu không ngờ tới là ngươi gia hỏa này làm chuyện tốt tình phía trước thần thú huyết mạch cũng là ngươi dùng loại này không gian nhãn lực trộm đi a à. nhỏ giọng một chút tần thiên bó tay rồi cái kia trước đó không phải ta khiến cho bây giờ là ta khiến cho đem đang dược giao ra, bằng không thì ngươi sẽ chết rất khó coi, còn có cái kia thần thú huyết mạch. Hạ Linh Tâm cũng không tin tần thiên chuyện ma quỷ, trực tiếp đòi hỏi đến. Mẹ kiếp, cái này tiểu nương môn gây sự nha. Tần thiên mày nhăn lại, người gặp có phần, đang dược ta phân ngươi một nửa, về phần thần thú huyết mạch, ta không có. Đồ chơi kia không phải ta trộn, vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, cự hạt yêu thú trong cơ thể thần thú huyết mạch bị ta lấy đi, có phải hay không các ngươi tất cả mọi người đều quá ngu xuẩn bởi vậy đây không phải là ta trộn ngươi hạ linh tâm thần sắc thanh lãnh được thần thú huyết mạch ta từ bỏ đang dược ta muốn toàn bộ nhanh lên bằng không thì ta lập tức ra tay giết ngươi ha ha ngươi sẽ không giết ta ở đây những người khác nghĩ như thế nào hơn nữa ngươi không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết ta ta sẽ la to đem đan dược này ném ra cuối cùng rơi xuống trong tay ai càng cũng chưa biết đâu tần thiên tiếu dung sáng lạn nắm chắc mười phần t hạ linh tâm hít vào một hơi thiếu niên lời nói không ngoa a à, liền vui vẻ như vậy quyết định tần thiên phủi đi ra một nửa đan dược ném cho hạ linh tâm lập tức rời đi đinh ken tối cường yêu nghiệp thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh ăn vào nửa viên linh đan chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa tam biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa tứ biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa lục biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa thất biến cảnh thiếu niên từ trên đại thụ che trời nhảy xuống mẹ kiếp không phải nữ nhân kia xuất hiện đoạt ta một nửa đang dược nói không chừng ta đều đến hư thần cảnh ngẫm lại thực sự là thật đáng giận nha bút trướng này tạm thời ghi lại uhm. Quanh Chân chính truyền thừa bảo tàng Cũng là lần hai ngày Chính thức xuất thế Một cái tựa như vạn trượng hỏa dương Sáng chói chiếu rọi bát phương quang mang Phiêu phù ở trên trời cao Tràn ngập cuồn cuộn năng lượng khổng lồ Ngẫu nhiên toát ra một góc của băng sơn Đều bị người phủ phục trung rẩy Thần cách Thiên cương tam thập lục cảnh trên siêu cấp cường giả Mới có thể lấy ngưng tụ ra thần cách Luyện hóa một đạo thần cách Thì có hy vọng chạm tới thần cách cảnh giới. Dĩ nhiên không phải nói, lập tức nhường ngươi đột phá đến thần cách cảnh, mà là cảm ngộ cảnh giới kia chân lý, dài dòng thời gian về sau, ngưng tụ thần cách thời điểm, liền sẽ dễ như trở bàn tay, đồng thời thần cách bên trong ẩn nút cuồn cuộn năng lượng, còn có thể làm cho tu vi của ngươi cảnh giới, có long trời lỡ đất tăng lên, trình độ trân quý. Không cần nói cũng biết. Tần Thiên nhìn ra xa chân trời, đến cùng sẽ hô chết vào tay ai đây, tranh đoạt thần cách quá trình nhất định rất điên cuồng ta sẽ không dựa vào không gian nhãn lực liền có thể lặng yên không một tiếng động đắc thủ hưu hưu mênh mông vĩ nạn đại sơn chi đỉnh đứng đầy người không có đoạt đến cổ thư bí tịch cực nhạc chân nhân tâm thần phá lệ không tốt nhìn thấy có vũ hóa thất biến cảnh tu vi thiếu niên tới lập tức là kinh hô tiểu tử ngươi đến cùng yêu quái gì đang dược kia ngươi đạt được rồi không có tần thiên lắc đầu vậy ngươi tu vi này cách mới bao lâu, lại lật thiên. Cực nhạc chân nhân, bán tính bán nghi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Liên miên chập trùng, nguy nga hùng vĩ đại sơn thiên không. Cái kia một vòng quang mang vạn trượng, phun ra ra cuồn cuộn năng lượng ba động viên cầu, chính là thiên cương tam thập lục cảnh cường giả phía trên, thần cách cấp bậc nhân vật mới có thể ngưng tụ ra thần cách. Ở đây, mấy ngàn tên cường giả đỉnh cao nhóm, con người lửa nóng, kích động, có thể có được một cái thần cách là mỗi người tha thiết ước mơ cơ duyên. Chỉ là hưu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết, chưa từng có người, dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, trở thành mục tiêu công kích. Mang theo mặt nạ, che giấu gương mặt cực nhạt chân nhân, hỏi qua một lần tầng thiên tốc độ tu luyện đột phá sự tình về sau, sau khi phát hiện người mập mờ suy đoán, sẽ không tại hỏi tới, mà là đem ánh mắt khóa chặt đến rồi, trong bầu trời như ẩn như hiện thần cách quan mang trên cạc cạc tiểu tử cái này là đồ tốt nha nếu là bản chân nhân chiếm được thì có hy vọng đột phá đến thần cách cấp độ lẫn nhau tung hoành hạ vương đại lục cái gì hoàng thất công chúa quý phi đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta phục thị ta ngươi tốt nhất phụ trợ ta mặc dù thực lực của ngươi còn hơi không đủ nói nhưng cực nhạc chân nhân nói còn chưa dứt lời đột nhiên phát hiện bạch y thiếu niên không tại bên cạnh mình mà là đứng ở xa tám trượng bên ngoài tiểu tử Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Ha ha, cùng ngươi tại một cái, không chuyện tốt, Tần Thiên trực tiếp trả lời một câu, vũ lực tranh đoạt thần cách tinh hoa, là ở trận hơn 10 vị thiên cương nhất biến cảnh cường giả việc cần phải làm, về phần mình à, ngồi xem nó biến đi. Cách đó không xa, Hạ Vương Hoàng triều đại công chúa Hạ Linh Tâm, liếc qua Bạch Y thiếu niên, chiếm lấy thần cách, làm phiền các ngươi hai cái. Đi theo Hạ Linh Tâm đại công chúa, hạ hướng thái tử hai cái thiên cương nhất biến cảnh lão giả nhẹ gật đầu công chúa yên tâm đi bệ hạ đã phân phó chúng ta sẽ lo lắng hết lòng phụ trợ thái tử công chúa đạt được thần cách truyền ra chuyến đi này không tệ tương đối ở đây cái khác thiên cương cảnh cường giả còn có một số chân tiên cửu biến đỉnh phong nhân vật trục trịch cùng mình trong đội hình tu sĩ dăm ba câu thương lượng ầm uhm. bỗng nhiên quan mang vạn trượng thần cách trong viên cầu lan tràn ra cực không ổn định ba động tới giống như là muốn bỏ trốn mất dạng, rời đi chỗ thị phi này. Động thủ Không biết là ai hô một tiếng về sau, hàng trăm hàng ngàn tu sĩ, như ông vỡ tổ phóng lên tận trời. Trong đó hơn 30 tên thiên cương nhất biến cảnh cường giả, nhất là thanh thế kinh người, trong đó có một thiên cương cảnh trung niên nhân, mới đến gần rồi thần cách, chính là bị vô cùng vô tận thế công bao phủ, kém chút thân tử đạo tiêu. Phần lớn người, thì là cùng tầng thiên một dạng, không nhúc nhích tí nào đánh đi đánh đi, ngọc thạch câu phần tốt nhất. Tiểu gia ta, ưa thích không phí sức khí, nhặt nhạnh chỗ tốt. ầm 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 đông. Đất trời đen kịp, nhật nguyệt vô quan, mấy trăm vạn dặm đại địa đổ sụp luân hãm, tráng lệ sông núi cảnh tượng bị sang thành bình địa. Công chúa, thái tử điện hạ. Hạ vương hoàng thất hai cái thiên cương nhất biến cảnh cường giả, thế mà lựa chọn thiêu đốt tu vi, đổi lấy bạo tăng lực lượng, mạnh mẽ rung ra một con đường đến tử kim long bào, đầu đội vương miệng thái tử hạ hướng, ánh mắt nóng bỏng, ha ha. Thần cách tinh hoa, thuộc về ta. Vậy cũng chưa chắc, ẩn núp đã lâu cực nhạc chân nhân, thân hình bên ngoài huyền diệu hư quan vần quanh, tốc độ nhanh ly kỳ, cho dù là thiên cương thất trọng thiên, bác trọng thiên nhân vật, đều không nhất định đuổi theo kịp, trong nháy mắt đến rồi thần cách tinh hoa bên ngoài. Hạ hướng thái tử, bị hắn một cước vô tình đá bay, hoa hoa thổ huyết. Đây là Chư thiên đạo pháp lục bên trên một môn tiểu đạo pháp thần thông, hư quan thần hành thuật. Không ít người kinh hô, môn này tốc độ thân pháp loại hình tiểu đạo pháp thần thông, không phải nổi tiếng xấu cực nhạc chân nhân tất cả sao. Hạ linh tâm đại mi nhíu chặt, hỗn đảng. Cực nhạc chân nhân, ngươi dám tới này trong truyền thừa, giết hắn cho ta. Cực nhạc chân nhân, cùng hạ vương hoàng thất có thể là có thù oán để hạ vương hoàng thất hổ thẹn. Ngày xưa, bắt đi cửu công chúa, còn tốt hoàng thất nghĩ cách cứu viện chân kịp thời, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ trở thành hạ vương đại lục bên trên, tất cả mọi người say sưa vui vẻ nói sự tình, cho nên hạ vương hoàng triều đã phát ra bố cáo. Bắt giết cực nhạc chân nhân người, trọng thưởng, phong hầu. Ha ha. Công chúa xinh đẹp, chờ ta luyện hóa cái này nói thần cách, sớm muộn trở thành thần cách cảnh cường giả, lúc đó các ngươi hạ vương hoàng triều hoàng đế sẽ chủ động đem ngươi đưa cho ta, đạt được kết quả tốt ta nha được nhạc chân nhân đem thần cách quan mang bắt lấy động về phía chân trời tần thiên mắt thấy tất cả sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc nếu không ta không phải đi một chuyến vô ích à thiên la địa võng một tiếng quát mắng xuất thủ là một kim sắc lăng la quần áo trang điểm lộng lẫy thiếu nữ xinh đẹp hắn ống tay áo bên trong tay ra một vệt kim quang nguyên lai đúng là một cái lưới lớn nha cái này lưới lớn lập lòe kim mang xen lẫn tự nhiên mà thành hàng cổ phù văn thần bí xa xôi vận vị, nhiếp tâm hồn người, có một loại, lớn la thần tiên đều khó mà chạy ra, cái này lưới lớn bao phủ bi hiếp. Tần thiên con ngươi co vào, chửi thề một tiếng. Cái này là phẩm cấp gì thần khí bảo bối? Siêu cấp thần khí sao? Không đúng, còn càng thêm lợi hại. Thượng giới cửu trọng thiên, thần binh đẳng cấp pháp bảo, không thể quen thuộc hơn được luân hồi cấp, sinh tử cấp, vũ hóa cấp, siêu cấp tiên khí liền lấy tầng thiên nắm giữ Trảm Thánh kiếm, tại Tây Bắc hoang mạc, linh xa chân nhân bảo tàng bên trong đạt được, lại bất quá là luân hồi cửu chuyển phẩm chất. A. À, không có khả năng, đây là vô thượng thần vật, thiên la địa võng sao? Tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên là truyền đến, cực nhạc chân nhân bị tấm võng lớn màu vàng kim bao phủ, làm sao đều là không trốn thoát được, công kích của hắn đã kích tại tấm võng lớn màu vàng kim bên trên, đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. T rất nhiều người, hít sâu một hơi, sợ hãi tháng phục trung động hồng hoang thần khí phổ, bài danh 997 thần vật. Cô bé kia, tự hồ là Hạ Vương Hoàng Triều, bốn đại tông phái, Kim Linh Tông trưởng giáo đệ tử, Kim Linh đi. Hắn từ chỗ nào, có được cái này thần vật nha. Một kiện hồng hoang thần khí phổ bên trên thần vật, đặt ở trung tam thiên, đều là rất nhiều siêu cấp cường giả, tha thiết ước mơ bảo bối nha. Khuôn mặt thanh mỹ, tay áo bồng bềnh kim linh, môi đỏ câu lên một vòng nghịch ngợm tiếu dung hì hì mọi người hiểu lầm kim linh tông chỉ là nhị trọng thiên bé nhỏ tông phái làm sao có thể có thần vật đâu cái này thiên la địa võng chỉ là thuộc về thần vật thiên la địa võng một bộ phận tất cả mọi người biết chưa thời kỳ viễn cổ bộc phát chiến tranh cửu trọng thiên đối kháng vực ngoại tà ma từng tôn tuyệt thế đại năng thân tử đạo tiêu trong tay thần binh cũng là mai tán phá toái khối này thiên la địa võng còn chưa kịp thần vật, thiên la địa võng, hoàn chỉnh thời điểm, một phần mười đây. Nhưng dùng để đối phó cái này dâm, tặc, cực nhạc chân nhân, vẫn là ổn thỏa. Đậu đen rau muốn, tần thiên nghe xong về sau, trong lòng hoảng sợ, không hoàn chỉnh thần vật, đều ngưu xoa như vậy, tùy ý chế trụ cực nhạc chân nhân, ta cũng phải, nhanh lên tìm kiếm điểm thần vật nha. Hừ. Đa tạ. Hạ linh tâm hướng phía kim linh nhẹ gật đầu, về sau lãnh mâu nhìn về phía bị nhốt cực nhạc chân nhân giao ra thần cách tinh hoa ta muốn đem ngươi bắt về đế đô đi bên đường chém đầu răng đe không khí trầm trọng mà tràn ngập sát khí thần vật thiên la địa võng bên trong cực nhạc chân nhân sắc mặt khó coi sợ hãi có thể nhiều lần kề cận cái chết chạy trốn hắn là như vậy lão du điều lập tức trấn định xuống đi mở miệng quát nói hừ bắt ta hồi đế đô bên đường chém đầu ngươi mơ tưởng Tiểu nương môn, mau thả ta ra ngoài, bằng không thì ngọc thạch câu phần, ta đem cái này thần cách tinh hoa hủy, mọi người ai cũng không chiếm được. Kim Linh Tông thiếu nữ Kim Linh, cười yếu ớt ngọt ngào, lắc đầu, không được nha, ngươi là dâm tặc. Ách, cực nhạc chân nhân im lặng, tần thiên, mau ra tay nha, tựa như thập vạn đại sơn bên trong một lần kia, cứu ta đi ra, thần cách tinh hoa, ta và ngươi chia năm năm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt tìm tòi, hỗn đảng cái này dâm, tặc còn có đồng bọn. Khẳng định không là đồ tốt, cùng nhau giết. Sát na về sau, tất cả mọi người ánh mắt tụ tập đến rồi bạch y thiếu niên trên người. Ta nhớ được tiểu tử này là cùng cực nhạc chân nhân, cùng một chỗ tiến vào bảo tàng, hắn chính là đồng bọn đi. Cực nhạc chân nhân, ốc hoàng cước tổ tông. Tần thiên sở dĩ cùng đối phương kéo dài khoảng cách, chính là sợ một màn này. Đại công chúa Hạ Linh Tâm, đôi mắt đẹp mỉm cười, nhìn chằm chằm có thể xưng tuấn mỹ lại mấy phần tà khí mị hoặc cực kỳ mùi vị thiếu niên lang rất cốt nha nhân mô cẩu dạng nhưng thật ra là cái tiểu dâm tạch ngươi thúc thủ chịu trói ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thay chư vị cực nhạc chân nhân cùng ta hoàn thất liên quan các ngươi đều biết nói hắn và hắn đồng bọn nhất định phải từ ta mang đi hoặc là giết chết tùy ngươi có thể thần cách tinh hoa ngươi liền khỏi phải nghĩ đến đông đảo tu sĩ, gật đầu ngầm thừa nhận. Ta soạt ta soạt nha. Tần thiên là hết đường chối cả nha, ta không phải người này đồng bọn, đừng hướng trên người của ta kéo, nhìn ta mới vũ hóa thất biến cảnh, dễ khi dễ lắm phải không là, ta là vô tội. Trong khoảnh khắc, ngược lại là có rất nhiều đồng tình ánh mắt, đúng nha, tiểu tử này vũ hóa thất biến cảnh, hoặc nhìn hình người dáng người, không giống như là cực nhạt chân nhân đồng bọn. Kim Linh Tông Thiếu Nữ Kim Linh, liếc qua tần thiên mở miệng nói không nên lãng phí công phu cái này cực nhạc chân nhân là ta bắt được trong tay hắn thần cách ta ít nhất phải một nửa độc chiếm thần cách là không thể nào nữ hài dứt khoát lùi một bước chỉ là hắn muốn một phần mười cũng vô dụng nha ở đây quan thiên cương cảnh cường giả liền hơn ba mươi vị hợp lý chia đều cuối cùng lấy được chính là hơi không đủ đạo lực lượng đinh đinh tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, có thể khởi động hệ thống chuyên môn kỹ năng, di thiên chi thuật. Di thiên chi thuật, một loại có thể mê hoặc chúng sinh, lừa gạt thiên đạo chi pháp, sử dụng tới một lần về sau, thời gian cung đao là một năm. T. Đến rồi. Hy vọng cái hệ thống này kỹ năng, có thể đưa đến tác dụng. Tần thiên hít sâu một hơi, đi bộ nhàn nhã đi lên thiên không, hắn giọng một cái, vên vang đắc ý, thần cách tinh hoa, là của ta các ngươi đều nhanh chóng rời đi bằng không hậu quả tự phụ nhìn thấy một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn thiếu niên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hắn ma chướng kim linh tông thiếu nữ kim linh phình bụng cười to ha ha ngươi người này thật buồn cười có đúng không tần thiên hét lớn di thiên chi thuật rầm rầm trong thiên địa tất cả đều biến thành màu trắng đen màu thời gian không gian tất cả tiếng nhập ngưng kết hình thái Tần Thiên ngắm nhìn bốn phía, Kim Linh Tông thiếu nữ Kim Linh, ngọt khuôn mặt đẹp còn bảo trì tại tiếu dung trạng thái. Hạ Vương Hoàng Triều Đại Công Chúa Hạ Linh Tâm còn cần một loại hồ nghi ánh mắt nhìn bản thân. Thiếu niên di chuyển bộ pháp, giống như là đi lại ở một cái tử vong cùng ngừng thế giới. Tại chỗ tu sĩ, hô hấp, tim đập, tiên nguyên lưu động, đều biến mất, phản phất người gỗ. Đậu đen rau muống, di thiên chi thuật, tương đương với thời gian đình chỉ nha. Nghịch thiên bất nha đáng tiếc thời gian cung đao, một năm lâu nha. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, di thiên chi thuật hiệu quả, còn thừa lại 30 giây. Nhắc nhở chủ ký sinh di thiên chi thuật hiệu quả, còn thừa 29 giây. Nhắc nhở chủ ký sinh Đại gia, phải nhanh lên một chút hành động. Tần thiên đầu tiên là đem cực nhạc chân nhân trong tay thần nghiên cứu tinh hoa đem tới tay, sau đó rời đi bảo tàng không gian. Mấy cái sát na về sau, di thiên chi thuật hiệu quả tiêu tán. Khôi phục bình thường mấy ngàn tên tu sĩ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kim Linh dụi dụi con mắt, thần cách tinh hoa đâu? Còn có gia hỏa kia đâu? Hư không tiêu thất, điều đó không có khả năng nha. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, lấy hắn vũ hóa thất biến cảnh tu vi, nói toạc đại thiên đi, cũng không thể một chút dấu vết không lưu, đào tẩu. Tiểu tử kia có yêu pháp sao? trách không được hắn đột nhiên có lực lượng. Nhất định là hắn dùng yêu pháp, cướp đi thần cách kinh hô, bỏ trốn mất dạng. Đáng giận. Truy. Chân trời góc biển, đều muốn giết tên hỗn đảng kia. Xôn xao tiếng giết, từng lớp từng lớp nhất lên. Thử nghĩ, mười mấy cái thiên cương nhất biến cảnh cường giả, trên trăm tên chân tiên cửu biến cảnh cường giả, còn có đại lượng hư thần cấp bậc cường giả, Người tranh ta đoạt vì một đạo thần cách truyền ra, cuối cùng bị một cái vũ hóa thất biến cảnh tiểu tử trộn đi, tại chỗ các tu sĩ. Nên cảm thấy tức giận bực nào, kiềm chế, khuất nhục. Cực nhạc chân nhân, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trùng mất. Đậu đen rau muốn nha. Cái kia tần thiên là một quái vật nha. Bất quá hắn đây là lần thứ hai đã cứu ta, thực là của ta cứu tinh nha. Trùng trùng điệp điệp, mấy ngàn tên cường giả, rời đi bảo tàng không gian hắn nhất định trốn không xa, thậm chí không hề rời đi cái này hắc gian dục, mọi người tản ra tìm đến. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là an toàn nhất, tần thiên nghênh ngang, đến rồi hắc gian thành bên trong, tìm khách sạn, bế quan. Đơn giản dùng tiên nguyên, bố trí ra ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu phòng ngự bình chướng sau. Thiếu niên hai mắt xanh lét, hưng phấn lấy ra thần cách tinh hoa. Ha ha! Những thứ ngu xuẩn kia nhóm, phí sức trách trở, người chết ta sống tranh đoạt, không phải là tiện nghi ta. Cái này thần cách tinh hoa, ta tần thiên liền không khách khí thu nhận. Dài dòng tu luyện bắt đầu. Thần cách tinh hoa bên trong, tràn ngập cùng cuộn năng lượng, vô biên vô tận, không phải hai ba ngày, liền có thể tiêu hóa hết. Nửa tháng, một cái búng tay. Tần thiên tiếng xấu, xem như tại hạ vương đại lục bên trên truyền ra. Sở tác sở vi, bị thêm mắm thêm muối truyền khắp tứ phương. Thứ nhất là cực nhạc chân nhân cái kia đại dâm kẻ gian đồng bọn. Hai thời là một xảo trá âm hiểm sói đói, trộn đi thần cách tinh hoa. Trừ ngoài ra, tiến vào thần cách tinh hoa bảo tàng mấy ngàn tên tu sĩ, mấy ngày này đem hắc gian dục lật cả đáy lên trời, không thu hoạch được gì. Cũng hoài nghi, xem ra tên này thực sự trốn, đang ở một nơi nào đó, bế quan luyện hóa thần cách tinh hoa đây. Ai cũng không nghĩ ra, hắc gian dục bên ngoài lân cận hắc gian thành bên trong, Thiếu niên xếp bằng ở khách sạn trên giường, hưởng thụ thần cách lực lượng phủ lên. Cùng cuộn năng lượng khổng lồ, làm dịu tứ chi bách hài, từng tất từng tất huyết nhục, tu vi cảnh giới, bất khả tư nghị biến động, lên cao. Hắc Giang dục bảo tàng phong ba, một tháng trôi qua. Lùng bắt tầng thiên ác tặc mấy ngàn tên tu sĩ cường giả, bất đắc dĩ chậm rãi tán đi Ly. Ly. Cùng phong gào thét, một đầu ngũ thải cự cầm, rơi xuống Hắc Giang thành. Hạ Vương Hoàng Triều Thái tử Hạ Hướng, đại công chúa Hạ Linh Tâm, hai cái thiên cương nhất biến cảnh lão giả, từ ngũ thải cự cầm trên lưng đi xuống. Đáng giận. Lần này thất bại trong gan tất, đều là bởi vì cái kia tầng thiên ác tặc. Hạ Linh Tâm nghiến răng nghiến lợi, "Thái tử điện hạ, ngươi trước cùng bọn hắn trở về đi." "Làm sao?" Thái tử Hạ Hướng thần sắc lãnh đạm, hắn và Hạ Linh Tâm mặc dù là tỷ đệ, bất quá tình cảm liền chuyện kia vua một nước hạ vương có quá nhiều đàn bà và con nít, sở dĩ thái tử hạ hướng, cùng hạ linh tâm hành động chung, là bởi vì hạ linh tâm thiên phú cực cao, không thể quá mức xem nhẹ cùng đắc tội. Ta ở nơi này hắc giang thành lại lưu mấy ngày, nói không chừng có thể tìm được cái kia ác tặc đâu. Hạ linh tâm, ngữ khí có chút ngưng trọng, mang theo lăng lệ sát khí. Ha ha, tìm khắp một tháng, tin tức hoàn toàn không có, tên kia sớm cá nhập biển cả, bỏ trốn mất dạng, ngươi nguyện ý chờ, liền chờ đi thái tử hạ hướng, cùng hai cái lão giả, nghênh ngang rời đi, nháy mắt không thấy tâm hơi. Trên đường phố, cao quý xinh đẹp nữ hài, chẳng có mục đích trục trịch. Đinh! Đinh! Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa hết một đạo thần cách tinh hoa. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa bát biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp vũ hóa cửu biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hư thần nhất biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hư thần nhị biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hư thần tam biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hư thần tứ biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp hư thần cửu biến cảnh. Cách nhau một đường, liền có thể tấn thăng đến chân tiên cảnh. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được binh khí càng không cung. Càng không cung, vốn là trong chuyện thần thoại xưa hiên viên hoàng đế chỗ rèn đúc, có thể tru sát yêu tà, xuyên thủng càng khôn, trước mắt phẩm cấp là siêu cấp thần khí. Ha ha! Đồ tốt, vẫn là cung tiễn loại binh khí, dung hợp ta vĩnh hằng mang kiêu sa gan, nhất định là không chệt một tên. Tần thi ngửa mặt lên trời cười to, thể nội chợt tăng lực lượng ác không chế trụ nổi, phát tán ra, khuấy động ngoài khách sạn, phong vân biến sắc, thương không đều là vạn vẹo, tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ. từ cổ khí tức kia hắc giang thành trên đường phố đại công chúa hạ linh tâm nhìn ra xa mà đến đây là cái kia ác tặc khí tức hắn liền giấu ở hắc giang thành bên trong. a à. cái này xảo trá ác tặc thế mà gần ngay trước mắt thực sự là xảo trá hèn hạ mấy ngàn tên tu sĩ tìm tòi một tháng vô dụng tung tích ai tưởng tượng ra được ác tặc này tại hắc giang thành đâu xa tận chân trời tầm khách sạn nóc nhà bị sốc lên cùng phong cuốn vào tần thiên đứng dậy tu là ngươi nha tiểu nương môn bên ngoài thế cục như thế nào có phải hay không là đều đang tìm ta đâu hư thần cửu biến cảnh hạ linh tâm liếc mắt xem thấu thiếu niên tu vi vũ hóa thất biến cảnh một nhảy đến hư thần cửu biến cảnh ngươi cái này thiên sát là đem thần cách tinh hoa luyện hóa hết sao thật đáng giận ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả đi, một cái thần cách, nhường ngươi lãng phí hết. Ha ha! Cảnh giới bạo tăng, đang lo tìm không thấy đối thủ so chiêu đây. Nếu đại công chúa chủ động đưa tới cửa, ta liền thu ngươi. Tần thiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí lăng vân. Cùng vọng đến cực điểm, một trăm ngươi, đều không phải là đối thủ của ta. Hạ linh tâm yếu đuối lượng lờ thân thể mềm mại bên trong, long trời lỡ đất lực lượng kinh khủng xông ra, che khuất bầu trời thuần túy tiên nguyên ba động, vượt xa phổ thông chân tiên cửu biến cảnh, vô hạn sánh ngang thiên cương nhất biến cảnh. Sư Tần thiên đạp một cái chân, bay đến thiên không trên bầu trời, lực lượng trong cơ thể đánh trống treo họ bắt đầu một cổ phun ra. Trảm thánh kiếm vào tay. Thái cổ ngũ thải kiếm ý, thể nội tranh tranh vù vù, đáng sợ tuyệt thế kiếm đạo uy áp, đem thiên địa đều là khoái động phá thành mảnh nhỏ. Ân Thật là mạnh kiếm đạo lực lượng, không nghĩ tới ngươi trừ này song huyết mạch nhãn đồng bên ngoài vẫn là một cái kiếm đạo tu sĩ hạ linh tâm trôi nổi đối diện hạ bút thành văn vô cùng vô tận tiên nguyên oanh ra to lớn trong suốt linh quan chưởng ấn ven đường qua không gian vỡ nát hầu như không còn miễu sát chân tiên cửu biến cảnh tiểu nương môn rất lợi hại nha bất quá đối với bây giờ ta tới nói ngược ngươi không thương lượng viêm độn ngũ thải kiếm quan tần thiên nhất kiếm chém ra thái cổ ngũ thải kiếm ý dung nhập lấy ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu nhãn lực bao khỏa thần bí đen kịch hỏa diễm kiếm quang, phù dung sớm nở tối tàn đem cái kia linh quan trưởng ấn chia cắt bên ngoài hai nửa nổ tung hỗn loạn gợn sóng thôn thiên tế nhật băng phong vạn lý Hiê e no mi lực lượng tùy thời phóng thích phương viên mấy chục vạn dặm biến giống như là một cái kẻ nứt băng tuyết tuyết lông ngỗng bay xuống tầng thiên ngoài thân lít nha líp nhíp đếm không hết sắc bén băng mang lấp lóe nhảy lên. Khủng bố cực đoan sắc bén, đông kết hàng khí. Quy hiếp đạt được thiên cương nhất biến cảnh cường giả. Đáng giận. Lại là băng, lại là hỏa, kiếm đạo lực lượng, huyết mạch linh đồng, ngươi rốt cuộc là yêu quái gì. Hạ linh tâm khuôn mặt ngưng trọng được. Nhưng ngươi khinh thường ta. Võ hồn. Tầng tầng lớp lớp, giống như một gian đại dương kinh đào hải lãng linh quang, che phủ vạn dặm đậu đen rau muống đây là võ hồn lực lượng sao vẫn là thủy thuộc tính võ hồn đi đồng thời đến rồi lĩnh vực cấp đừng ác tặc ta đây là nhất giai thủy thuộc tính võ hồn lĩnh vực lập tức liền sẽ đem ngươi cho nuốt giết chết mở miệng một tiếng ác tặc ta ác ngươi một cộng lông không tần thiên tính tình đi lên nhất vung tay lên hàng ngàn hàng vạn băng quang bay bắn đi ra điêu trùng tiểu kỹ mở ra võ hồn lực lượng hạ linh tâm tự nhận là có thể chiến thắng bình thường thiên cương nhất biến cảnh cường giả. Phô thiên cái địa võ hồn lực lượng quét sạch, đem băng quang đều thôn vệ hết. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, mở ra bác môn động giáp chi trận thương môn. Chỉ mở ra nhất trọng năng lực đặc thù hình thái, tầng thiên ngoài thân bá đạo cùng bạo khí diễm quay chung quanh, ngự kiếm thuật đệ nhị thức, vạn kiếm quy nhất. Rầm rầm một vạn đạo ngũ thải kiếm quang, thể nội tuôn ra đem hạ linh tâm nhất giai thủy thuộc tính võ hồn lĩnh vực cho xuyên thủng chôn vùi phốc phốc ngụm lớn máu tươi phun ra nữ hài thần sắc khó có thể tin sao lại thế thực lực của ngươi vì cái gì đột nhiên tăng cao nhiều như vậy còn có đây là cái gì kiếm thuật chư thiên đạo pháp luật bên trên ghi tạc vô thượng kiếm chiêu sao cạc cạc còn hạ vương hoàng triều có thiên phú nhất tư chất đại công chúa đây không chịu nổi một kích. Ngươi không phải luôn miệng nói ta là ác tặc à, hỏng thanh danh của ta, nhìn ta bắt lại ngươi, hảo hảo tra tấn. Tần thiên tiếu dung sáng lạn, thể nội lực lượng lao nhanh không thôi, ngự kiếm thuật vẫn sức chờ phát động. Dâm, tặc. Ngươi mơ tưởng. Hạ linh tâm con ngươi kiên quyết, tay nhỏ bóc ra liên tiếp dấu ấn bí ẩn. Xem ra chuẩn bị, xuất ra sát chiêu lá bài tẩy. Sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta và cái kia cực nhạc chân nhân không phải đồng bọn, cũng không là dâm, tặc. Tần thiên mỗi chữ mỗi câu, nhắc nhở nói. Oanh ầm. Hắc giang thành trên không, gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám. Áo trắng bay phất phới, tần thiên cầm trong tay trảm thánh kiếm, ngoài thân một vạn đạo kiếm khí năm màu trôi nổi, toàn thân trên dưới lan tràn ra một cổ cử thế vô song kiếm đạo uy áp. Thái cổ ngũ thải kiếm ý, bởi vì cảnh giới thuế biến, cũng là leo cao đến rồi, tám thành kiếm ý thông thiên tạo nghệ. Còn kém hai thành hỏa hầu, liền có thể đem thái cổ dị tượng kiếm ý, diễn hóa thành kiếm đạo lĩnh vực nha, như là phía trước đại công chúa Hạ Linh Tâm, nhất giai thủy thuộc tính võ hồng lĩnh vực. Dâm, tạch. Tiếp chiêu đi, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, đại công chúa Hạ Linh Tâm dĩ nhiên là đem ác chủ bài ấp ủ hoàn tất, linh xảo trên hai tay, quấn quanh thiên ti vạn lũ trong suốt thủy dịch linh mang thiên linh thủy thần thuật. Rầm rầm số lớn trong suốt huyền ảo thủy dịch linh mang, tạo thành một đạo mơ hồ, to lớn vĩ ngạn thân ảnh. Tản ra chớ đại thần uy ba động, phổ thông thiên cương nhất biến cảnh cường giả, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Đây tuyệt đối là chư thiên đạo pháp lục bên trên một loại vô tận tiểu thần thông một trong. Tần thiên con ngươi nghiêm nghị, kiêu nghiệt hình thái, không cần thiết dùng đến, ứng phó cái này tiểu nương môn, như vậy là được rồi. Ngự kiếm thuật đệ nhị thức, vạn kiếm quy nhất, một vạn đạo lăng lệ kinh khiếp quỷ thần ngũ thải kiếm quan vi thế tương liên chấn thiên động địa viêm độn gia cụ thổ mệnh tần thiên lại lập tức phóng xuất ra ba câu ngọc vĩnh hằng mang kyo Sharingan nhãn lực tầng tầng lớp lớp đen kịch hỏa diễm kèm theo ở tại ngự kiếm thuật thế công bên trên oanh ầm 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 cấm kỵ mà hỗn loạn phong bạo không ngừng nổ tung dần dần chính là cái kia thiên linh thủy thần thuật chiếm thượng phong ngự kiếm thuật liên tục bại lui. Hừ, là ta thắng. Hạ Linh Tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này dâm, tặc hôm nay chưa trừ diệt, tất thành họa lớn. Mới đột phá đến hư thần cửu biến cảnh, liền như thế khó giải quyết, chiến lực vô địch, ngày sau tấn thăng thiên cương cảnh cấp độ, tai họa trình độ, sau cực nhạc chân nhân chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm mang thiên thu. Kiếm thế kéo lên đỉnh phong cực hạn, tầng thiên nhất kiếm đâm ra. Chói lóa mắt, thần diệu ba động kiếm quang thế như trẻ tre đem cái kia thiên linh thủy thần thuật cho tan rã chôn vùi rơi không không có khả năng hạ linh tâm loạn choạng lui ra phía sau tần thiên thì là phóng ra bộ pháp từng bước ép sát hắc hắc tiểu nương môn ngươi bây giờ còn dám mắng ta sao ngươi muốn làm cái gì hạ linh tâm ngữ khí hơi hơi run rẩy không làm cái gì chỉ là ngươi cái này cao ngạo tính tình ta rất không thích nhất định phải dạy dỗ dạy dỗ. Hôm sau, trời xa hắc giang thành bên ngoài, xa xôi một tòa núi lớn, hang động. Hạ Linh Tâm bị phong ấn thể nội tiên nguyên, co quắp tại góc tường. Tần Thiên từ bên ngoài sơn động trở về thế nào, suy tính trách dạng. Từ khi hôm qua, Tần Thiên đem bắt giữ hắn về sau, Hạ Linh Tâm lúc đầu coi là lại nhận cái gì tàn phá đây, không nghĩ đến cái này ác tặc cũng không đối với mình thế nào, chỉ là công phu sư tử ngoạm, để cho mình phát ra tin tức, Hạ Vương Hoàng Thất muốn đưa đến 100 tỷ hạ phẩm tiên tinh. Nhiều như vậy tiên tinh, đủ để chèo chống Hạ Vương Hoàng Triều Tôn này quái vật khổng lồ, vận chuyển đã nhiều năm nha. Hạ Linh Tâm hàm răng ngậm môi, Hoàng Thất không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Vậy thì tốt, ta đem ngươi bán được kỹ viện bên trong đi, ngẫm lại Hạ Vương Hoàng Triều Đại Công Chúa, nhất định sẽ là giá trên trời đi. Tần Thiên khóe miệng cười một tiếng, tựa như ma quỷ. Ngươi! ngươi cái này hỗn đảng. Hạ Linh tâm thật là bị giật mình, ngươi trước thả ta, ta liền. Lừa gạt đồ đần đâu. Cắt ngang đối phương phía dưới, Tần Thiên đi lên, một cái tay nâng lên nữ hài chiếc cầm thon từ, dùng trên người ngươi một kiện tính vật, đưa đi đế đô hoàng thất, muốn tính vật gì đâu. Một cái cánh tay, vẫn là một cái chân đâu. Mặc dù nói đến chân tiên cửu biến cảnh, thiếu cánh tay thiếu chân, lập tức có thể dựa vào tiên nguyên tạo nên, Bất quá nghe được thiếu niên nói nhỏ lời nói, Hạ Linh Tâm vẫn là sắc mặt sát bạch, ngươi đừng. Ta ngọc bội bên hông, có thể chứng minh thân phận của ta. Như vậy cũng tốt, Tần Thiên lấy xuống nữ hài ngang hông ngọc bội, đem một sợi ý chí, rót vào ngọc bội kia bên trong, ném vào hư không, biến mất không còn tâm tích. Dựa theo Tần Thiên tại trong ngọc bội ý tứ, là để hoàng thất đem 100 tỷ hạ phẩm tiên tinh, đưa đến hắc Giang Thành đi, mình sẽ ở nơi đó chờ lấy ép buộc hoàng thất đại công chúa, có thể nghĩ hạ vương hoàng triều sẽ cỡ nào phẫn nộ, khẳng định phải làm chút tay chân. Mấy ngày sau, một nhóm nhân mã, hơn 30 người, yếu nhất đều là thiên cương cảnh, cầm đầu vẫn là một cái áo bào màu tím bà lão. Nàng thả thả ra thần thức, bao phủ hắc giang thành có phát hiện không đại công chúa, hạ linh tâm tung tích. Đáng giận. Đến tột cùng là ai, vô pháp vô thiên đến, bắt cóc ta hạ vương hoàng triều đại công chúa đợi chút nữa các ngươi nghe ta hiệu lệnh chỉ cần đại công chúa bình yên vô sự lập tức công sát cái kia ác tặc bà lão phân phó nói tuân mệnh ba mươi mấy thiên cương cảnh cường giả cùng kêu lên ứng nói ha 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 các ngươi là chuẩn bị giết ta sao bạch y thiếu niên đối diện lướt đến từ tử y bà lão kinh ngạc hư thần cửu biến cảnh là ngươi bắt đi hạ linh tâm đại công chúa làm sao có thể hạ linh tâm đại công chúa là chân tiên cửu biến cảnh nha một trăm tỷ hạ phẩm tiên tinh mang đến không tần thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi mang đến công bên dưới chủ điện đây chúng ta muốn gặp được người mới có thể cho ngươi đem người cho các ngươi ta không phải là không có phiếu thịt sao vừa rồi tiền bối còn nói công chúa sau khi an toàn lập tức công sát ác tặc đâu ta chính là tiền bối trong miệng ác tặc Tần Thiên ngữ khí chắc chắn, trước cho ta tiên tinh, ta tại thả người, không có thương lượng. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Bà lão ném ra ngoài một chiếc nhẫn, bên trong có 100 tỷ hạ phẩm tiên tinh. Những cái này hạ phẩm tiên tinh, tuyệt đối bị hạ vương hoàng triều động tay chân. Tần Thiên nhìn lướt qua trong không gian giới chỉ tiên tinh, hắc hắc, ta mang theo những cái này tiên tinh, vô luận ở đâu, các ngươi đều có thể tìm tới ta đi. Không sai, mỗi một khối tiên tinh đều giấu giếm tiêu ký, có thể truy tung đến. Tử y bà lão khuôn mặt âm trầm tiểu tử. Ngươi đến cùng giao không giao ra đại công chúa điện hạ, bằng không thì lập tức nhường ngươi máu tươi giữa trời. Tần thiên mở ra ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan, thần uy nhãn lực vận chuyển. Hư không vặn vẹo, nhìn thấy tại một mảnh đen một mảnh trong không gian, hạ linh tâm chính đứng ở nơi đó. Thấy không, nữ nhân này tại ta trong đôi mắt này, ta một ý niệm, liền có thể giết hắn. Có thể giấu giếm một vùng không gian huyết mạch nhãn đồng, chưa từng nghe thấy nha. Hoàng thất một đám cường giả, há mồm trợn mắt. Cho nên, đừng theo tới. Tần thiên dưới chân đạp một cái, trốn vào chân trời. Chạy như bay tại hắc gian dục bên trên. Thần uy trong không gian, hạ linh tâm khuôn mặt sốt ruột tần thiên, ngươi cái này ác tặc, đến cùng thả hay là không thả ta. Tiên tinh ngươi đều nhận được nha ngoại giới phát sinh tất cả, nàng đều cảm ứng được. Không thả. Ai bảo các ngươi hoàng thất không thành thẩn đây, tại tiên tinh bên trên làm tay chân, muốn truy tung ta. Vậy liền để bọn hắn, đi theo đi. Tần Thiên trả lời một câu, cái này hắc gian dục cuối cùng, là địa phương nào? Thượng giới nhị trọng thiên, đất rộng của nhiều, vô biên vô tận. Vượt ngang hơn phân nửa cái hạ vương đại lục cương thổ hắc giang dục bên trên, tiếng xé gió vang vọng, nguyên lai like là một áo trắng thiếu niên tuấn mỹ. Tuổi chưa qua 16-17 tuổi, cũng đã toàn thân trên dưới tràn đầy sát phạt, lăng lệ vận vị, nhất là hai đầu lông mày, sớm đã nhưng không có thuộc tại người thiếu niên non nớt vận vị, mà là một mảnh, thiên truy bách luyện, vô số lần sinh tử gặp trắc trở, mới rèn đúc ra kiên nghị sắc thái. Rất xa hậu phương, đuổi theo một nhóm người, hơn 30 vị thiên cương nhất biến cảnh cường giả, cầm đầu áo bào màu tím bà lão, tu vi càng thêm là, thâm bất khả trắc. Đáng giận. Đại công chúa đang nghe truyện trên TV audio CV còn tại trên người tiểu tử kia, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, có thể lại như thế thuận gian thẳng xuống dưới, liền ra hạ vương đại lục. Bà bà, chúng ta nên làm cái gì? Tử y bà lão, mày nhăn lại, trở về. Chúng ta càng là theo đuổi không bỏ, tiểu tử kia thì càng sẽ không để đại công chúa điện hạ. Chỉ cần hắn dám làm tổn thương đại công chúa tính mệnh, trong hoàng thất tục mệnh đang lập tức liền sẽ cảm ứng được, lúc đó chân trời góc biển, đều muốn bắt được hắn. Hồng hộc Cùng phong gào thét, mặt sông sóng cả mãnh liệt, tần thiên quay đầu nhìn lại, u, không đuổi, tiểu nương môn, ngươi ngó ngó, không ai cứu ngươi ngươi. Thần uy dị độ không gian bên trong, tối ông một mảnh, chỉ có từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Giờ phút này, Hạ Vương Hoàng Triều trưởng công chúa Hạ Linh Tâm, đứng ở trong đó một cây trên trụ đá, bị phong ấn tu vi, khuôn mặt tức giận, hỗn đảng. Nói không giữ lời, mau thả ta. Còn chưa đến thời điểm đây. Tần Thiên khóe miệng cười một tiếng, ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin rang vận chuyển, vạn vẹo hư không, phun ra nữ hài. Phía dưới ta giải khai trên người ngươi tu vi phong ấn, nhưng ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến bỏ trốn mất dạng, ta sẽ tại trong cơ thể ngươi lưu lại một nói nhãn lực, chỉ cần ngươi dám động ý niệm không chính đáng, lập tức sẽ mạng ngươi chợt tu vi phong ấn giải khai nhưng hạ linh tâm không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích sâu trong linh hồn một đạo cường đại mịt mờ nhãn lực trục trịch đến cùng thế nào ngươi mới thả ta chúng ta thuận gian thẳng xuống dưới xem nơi nào nha tần thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi rời đi hạ vương đại lục đến rồi hắc ma vực ta khuyên ngươi không cần mang ta đi cái chỗ nào vì cái gì tần thiên hồ nghi không hiểu hắc ma vực là một cái hỗn loạn chi địa, ngư long hỗn tạp, chính là tán tu, tà đạo tu sĩ nhạc viên, ẩn núp cường giả đếm mãi không hết, vượt xa hạ vương đại lục, xếp vào nổi danh nhất, tam đại ma tông, trưởng giáo nhân vật, đều là hàng thật giá thật thần cách cường giả. Ha ha, thần cách còn có giả đâu. Tần thiên liếc mắt. Phải. Thiên cương tam thập lục cảnh bên trên, ngưng tụ thần cách người, có hai cấp độ, cấp độ thứ nhất là ngụy thần cách cảnh, cấp độ thứ hai mới là thần cách cảnh, ta phụ hoàng, hạ vương hoàng triều đế vương, chỉ là ngụy thần cách tu vi. Có ý tứ. Vậy ta không đi không được, tần thiên khuôn mặt tiếu dung sáng lạn Mấy chục ngày sóc nảy đường đi về sau, rốt cục thấy được một khối đại lục, không? Phải nói là một tòa thật to hòn đảo. Hắc ma đảo. Hạ Linh Tâm nhắc nhở nói, phàm là cố ý tiến vào hắc ma vực tu sĩ, đều sẽ đi qua nơi này, dừng lại ở trên hòn đảo, làm sơ nghỉ ngơi, hiểu rõ điểm tin tức. Nhập gia tùy tục, chúng ta cũng đi qua nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên mang theo nữ hài, rơi lên đến đảo tại Hắc Ma Trung ương đảo, đứng nghiêm một tòa khổng lồ hùng vĩ thành trì. Liệt Ma Thành Liệt Ma Thành thành chủ, Liệt Ma Tôn Giả, chính là ngụy thần cách cấp bậc siêu cấp cường giả, xưng bá cách cục một phương, lớn như vậy Liệt Ma Thành, đều là về hắn quản hạt, không người dám can đảm chống lại. Ông ông đột nhiên tần thiên cảm giác được trên người vạn kiếp lâu lệnh bài sinh ra đặc thù ba động một thanh âm bay vào não hải nhất phẩm thành viên tần thiên nhanh chóng đến tứ trọng thiên vạn kiếp lâu phân bộ tứ trọng thiên thuộc về trung tam thiên phạm vi không đến thiên cương tam thập lục cảnh không cách nào đột phá thiên địa gông xiền giáng lâm tần thiên có thể thông qua trên người vạn kiếp lâu lệnh bài mở ra không gian cầu nối tự như lúc trước bách luyện mang bản thân đi vạn kiếp lâu phân bố lúc một dạng cách làm. Liệt ma thành trên đường phố, nhân ngư hỗn tạp, hạng người gì đều có, phần lớn không phải thiện giả, hung thần ác sát, khí tức hung hãn. Vô luận là tầng thiên hư thần cửu biến cảnh, vẫn là hạ linh tâm chân tiên cửu biến cảnh, để ở chỗ này, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Thiên cương cấp độ tu sĩ, khắp nơi có thể thấy được. Vạn kiếp lâu lệnh bài, là không thể bại lộ tầng thiên mang theo hạ linh tâm, tìm một vắng vẻ hẻm nhỏ xuất ra cổ phát lệnh bài rót vào mênh mông tiên nguyên hư không mở ra một đạo cửa vào ngươi chờ ta ở đây không nên chạy loạn ngươi muốn đi làm gì nha hạ linh tâm nghi hoặc hỏi có thể thiếu niên đâm đầu thẳng vào qua không gian cầu nối cửa vào biến mất không còn tâm tích tứ trọng thiên thần bí sơn phong trong đại điện hoàn toàn như trước đây hắc ám âm trầm phía trước đại môn xê dịch rộng mở dẫn theo đèn lồng màu đỏ gầy còn lại da bọc xương nến lão đi lại rã rời đi ra, ha ha, tiểu tử, đến rồi. Tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Tần Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lần trước ám sát kình thiên tông đại đệ tử nhiệm vụ, hoàn thành rất không tệ, phía dưới có nhiệm vụ mới cho ngươi. Nến lão trả lời. Ngươi đến rồi, nhị trọng thiên, hắc ma vực bên ngoài hắc ma đảo, đúng không? Ốc Nhật, Tần Thiên thần sắc nghiêm nghị, vạn kiếp lâu, còn dám thị bí mật ta, cũng không phải, chỉ là ngươi cầm trong tay vạn kiếp lâu trên lệnh bài, có tiêu ký, trùng hợp có hắc ma đảo cái kia một khu vực nhiệm vụ, ta đã tìm được ngươi, mặt khác lệnh bài này à, cực kỳ trọng yếu, ngươi gặp được nguy cơ sinh tử thời điểm, rót vào ý chí, có thể tiếp dẫn một vị vạn kiếp lâu cường giả khóa vực giáng lâm, che chở ngươi một lần. Nến lần trước bên cạnh giải thích, một bên mang theo thiếu niên tiến nhập đại điện chỗ sâu, đi vào một cái điện cát. Điện cát bên trong, đếm không hết nhiệm vụ quyển trục nổi lơ lửng đem một cái quyển trục ném cho thiếu niên đến lão nhắc nhở nói nhất phẩm thành viên nhiệm vụ đều là nhất phẩm độ khó nhưng là cái này một nhiệm vụ độ khó đến rồi nhị phẩm tiếp cận tam phẩm ngươi có nguyện ý hay không làm đâu ta có thể đang kêu tới một cái thành viên cùng ngươi tổ đội cũng không phải việc khó tiếp cận tam phẩm độ khó vạn kiếp lâu nhiệm vụ tần thiên rất cảm thấy hứng thú đúng rồi Hoàn thành bất luận cái gì không có tưởng thưởng sao Lần trước ta giết Trình Thiên Tông Đại Đệ Tử Nhiệm vụ của ta ban thưởng đây Để cho người ta làm việc Không trả tiền công Ta cũng không làm nha Ha ha Gia nhập vạn kiếp lâu thành viên mới Hoàn thành kiện thứ nhất nhiệm vụ Đều là không có tưởng thưởng Bất quá ngươi hoàn thành cái này một nhiệm vụ Thù lao nhất định sẽ đưa cho ngươi Đến lão cười nói nói Mẹ kiếp Lòng dạ hiểm độc tổ chức Tần thiên nhất miệng cái này một nhiệm vụ, chính ta hoàn thành, không cần tìm người cùng ta tổ đội. Rời đi đại điện, trở lại nhị trọng thiên, hắc ma thành. Vắng vẻ hẻm nhỏ yên tĩnh, không có một ai. Tần thiên ngạc nhiên ta soạt, cái kia tiểu nương môn đâu. Chạy sao? Nữ nhân này không muốn sống nữa, ta thế nhưng là tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo nhãn lực, chân trời góc biển, một ý niệm, đều có thể giết nàng. Trong hẻm nhỏ, không có một ai tần thiên nhíu chặt lông mày nữ nhân kia nếu là lựa chọn chạy trốn cũng quá ngu xuẩn ta xem trước một chút a à. ba câu ngọc vĩnh hằng mang kio sa rin phóng xuất ra cảm ứng ba động truy tầm tại hạ linh tâm thể nội chỗ sâu lưu lại nhãn lực ấn ký tìm được hạ linh tâm giờ phút này ngay tại liệt ma thành một tòa rộng lớn to lớn trong trang viên bất quá là bị trói cô lấy hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả âm tiếu nhìn lấy nữ hài mở miệng nói hắc hắc, mặt hàng tốt như vậy, khiến cho lớn lời của công tử, nhất định sẽ đạt được khen thưởng. Ngươi ngay ở chỗ này, hảo hảo chờ lấy đại công tử đến yêu mến ngươi đi. Đáng giận. Hạ Linh Tâm đôi mắt đẹp kinh khủng, các ngươi hai cái hỗn đảng, biết rồi ta là người như thế nào sao? Quảng ngươi nói là, cái này liệt ma thành, vẫn chưa có người nào, gan dám đắc tội chúng ta đại công tử. Hai cái thiên cương cửu biến cường giả, quay đầu rời phòng. Ốc Nhật. Này nương môn xung đột, bị ta bắt đi về sau, nháy mắt khoảng cách, bị người khác bắt đi. Tần Thiên dở khóc dở cười, nhưng này hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả, bất kỳ cái gì một cái, ta đơn độc tình huống dưới, cũng rất khó chống lại chiến thắng, bọn hắn trong miệng đại công tử, là thần thánh phương nào. Được rồi, đem cái này tiểu nương môn cứu ra thả thôi, dù sao hắc ma thành, trời cao hoàng đế xa, hạ vương hoàng triều muốn đang đuổi giết ta tay cũng duỗi không tới nơi này. Áp chế khí tức, tần thiên phản phất như là như quỷ mị, phiêu hốt tìm nhập trang viên. a à, đáng giận, đáng giận, ta rốt cuộc là ngược lại cái gì huyết môi, chuyện xấu đều rơi xuống trên đầu ta đến rồi. Hạ Linh Tâm phát hiện mình, không tránh thoát được trên người gông xiền, hai mắt toát ra nước mắt đều do tần thiên tên vương bác đảng kia. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu nương môn, ta cố ý tới cứu ngươi, ngươi thế mà nhục mạ ta. Thiếu niên đẩy cửa ra, lập tức là nghe thấy được cô bé hô mắng. Tần thiên, ngươi đã đến, ta. Nhanh cứu ta đi ra, hạ linh tâm, thần sắc xấu hổ. Cùng lúc đó, hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả, định hót cùng ở một cái tôn quý quần áo thanh niên phía sau, lạc liền nối tuyệt nói nói, công tử, cái kia tiểu nương môn là chúng ta trong lúc lơ đãng phát hiện, còn là chân tiên cửu biến cảnh, thế nhưng là quốc sắc thiên hương nha, nhìn dạng như vậy nhất định là một chỗ tử chi thân ân làm tốt liệt ma dương hài lòng nhẹ gật đầu nếu quả thật hợp ta khẩu vị tự nhiên sẽ thưởng các ngươi hắc ma đảo liệt ma thành thành chủ chi tử liệt ma dương cái này nhưng là một cái nổi tiếng xấu ác tặc tự kiềm chế lão cha liệt ma thành chủ tu vì là cường đại làm sằng làm bậy có người đến tần thiên mới cho hạ linh tâm giải khai xiềng xích chính là cảm ứng được ngươi trước đi, ta ra ngoài kéo dài dưới. Đúng rồi, trực tiếp hồi hạ vương hoàng triều đi thôi. Ngươi không bắt cóc ta. Nghe vậy, hạ linh tâm sững sờ. Chơi đâu muội tử, nơi này là hắc ma vực địa giới, ngươi hạ vương hoàng triều ma trảo đã trải qua duỗi không tới, ta vì sao muốn bắt cóc ngươi. Tần thiên khoát tay áo, đi mau. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt, ta sau khi trở về, sẽ không để người trong hoàng thất, theo đuổi giết chính là ngươi trong hành lang liệt ma dương ngẩng đầu nhìn lại một cái nhanh như cầu vồng cao quý cô gái xinh đẹp cưỡi gió bay đi ở sau lưng hắn hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả liếc nhau một cái cái gì nữ nhân kia chạy còn đứng ngay đó làm gì truy liệt ma dương nhìn thấy hạ linh tâm trong nháy mắt chính là động lòng liếm môi một cái không đuổi kịp lời nói cũng đừng trở về đúng đúng hai cường giả gật đầu hồng hộc đen kịch thần bí nóng rực hỏa diễm bỗng nhiên lăng không che phủ ra cho dù bình thường thiên cương nhất biến cảnh cường giả bị cái này hắc viêm cho nhiễm phải lập tức liền sẽ hài cốt không còn đây là kinh ngạc sát na hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả thể nội mênh mông to lớn tiên nguyên cuồn cuộn phun ra đem cái kia hắc viêm ép diệt bạch y thiếu niên đứng ở phía trước ngươi là người phương nào nữ nhân kia là ngươi cứu được. Hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả, trăm miệng một lời khiển trách hỏi. Giết hắn. Liệt ma dương, thẳng tiếp ra lệnh. Chạy. Tần thiên mới sẽ không lưu lại, dậm chân một cái, phản phất trường hồng. Hưu. Hưu. Một trước một sau, truy đuổi thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, tần thiên liền là để ngăn ở liệt ma thành bên ngoài, sơn mạch trước. Tiểu tạp toái lá gan của ngươi thật to lớn nha, hỏng chuyện tốt của chúng ta, nên đem ngươi thiên đao vạn quả đi. Sắc mặt tương đối xanh đen nam tử trung niên, một bước đạp vào trước, đại ca, ngươi đừng ra tay, tiểu tử này ta một người đến ngược ngược. Hư thần cửu biến cảnh mà thôi, tiện tay giết, nữ nhân kia chạy, sau khi trở về đại công tử còn không biết rõ làm sao chữa chúng ta. Mặt khác một người trung niên, không nhịn được mở miệng nhắc nhở nói. Đinh! Đinh! tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, mở ra bác môn độn giáp chi trận thương môn. Chúc mừng chủ ký sinh mở ra yêu nghiệt hình thái. Chúc mừng chủ ký sinh chiến lực tăng phúc 40 lần. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuyên môn kỹ năng, yêu nghiệt thiên nhân trảm. Nếu như bọn hắn không cùng đi lời nói, ta lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giết một cái, ắt có niềm tin, giết chết một người khác. Tần Thiên trực tiếp đem hệ thống trạng thái, đều là mở ra trảm thánh kiếm vào tay ân ừ. chuyện gì xảy ra tiểu tử này có chút quỷ dị nha cảm giác được bạch y thiếu niên ẩn mà không phát lực lượng đen kịp gương mặt trung niên nhân cảm thấy bất an mặc kệ nó một cái hư thần cửu biến cảnh phế vật có thể lật lên cái gì bọc nước tới nạp mạng đi ầm ừ. mênh mông vô cùng tiên nguyên trực tiếp biến thành một cái che khuất bầu trời tiên nguyên đại thủ chỗ lan tràn ra đáng sợ ba động có hủy thiên diệt địa uy năng, diệt sát đi thiên cương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên nhân vật dễ như trở bàn tay. Thái cổ ngũ thải kiếm ý, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, tầng thiên ẩn núp khí thế bộc phát, liền phản phất một tôn hồng hoang thời đại, phủ xuống tuyệt thế kiếm thần, không cách nào nói rõ kiếm đạo uy áp, xoắn nát thương khung. Nhất kiếm chém ra. Quỷ thần kinh khóc. Ầm ầm oanh. Tiên nguyên đại thủ vỡ nát hầu như không còn, nổ tung phong bạo, không kiên nể gì cả, thôn phệ phía dưới sơn mạch cảnh tượng. Làm sao có thể? Thiên Cương cửu biến cảnh mặt đen trung niên nhân, con ngươi co vào hư thần cửu biến cảnh, không có khả năng có loại chiến lực này nha. Nhất tâm nhị dụng. Tần Thiên tay phải cầm kiếm đâm ra, kiếm mang thiên thu. Chư Thiên Đạo pháp lục bên trên tiểu đạo pháp kiếm chiêu, tế ra. Ngoài ra, thể nội một vạn đạo ngũ thải kiếm quang phun ra. Ngự kiếm thuật đệ nhị thức, vạn kiếm quy nhất hai loại sức mạnh chỗ điệp gia sinh ra cấm kỵ phá hư thật là uy hiếp được thiên cương cửu biến cảnh cường giả không có khả năng mặt đen trung niên nhân quá sợ hãi cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới lực lượng một mạch phóng thích cách người mình tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi phòng ngự rầm 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 trăng rắc ngự kiếm thuật trường hà lóa mắt thần bí kiếm quang, gió quét lá vàng thế như trẻ tre xé rách khổng lồ tiên nguyên hội tụ thành phòng ngự chấn thiên động địa hỗn loạn tầng thiên trong hốc mắt ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan nổi lên nhãn lực ba động biệt thiên thần liệt ma thành bên ngoài mênh mông vô tận phía trên không dãy núi từng lớp từng lớp phong bạo liên tục không ngừng nhấc lên nổ tung thiên cương cửu biến cảnh mặt đen trung niên nhân trơ mắt nhìn cùng với chính mình tất cả tiên nguyên hình thành phòng ngự bị ngự kiếm thuật kiếm mang thiên thu cho một chút xíu xé rách không khỏi phát ra gầm thét đáng giận đại ca mau ra tay, tiểu tử này là tuyệt thế thiên tài, chiến lực yêu nghiệt. Biệt thiên thần Tần thiên một cái chí cường huyễn thuật nhãn lực phát ra, sát na bao phủ lại mặt đen trung niên nhân ý chí. Lâm vào huyễn thuật, mặt đen trung niên nhân ngoài thân tiên nguyên phòng ngự giải tán lập tức, bị ngự kiếm thuật cùng kiếm mang thiên thu hai loại thế công bao phủ. Tiểu tạp toái Ngươi muốn chết Một cái khác thiên cương cửu biến cảnh trung niên nhân kinh hải, không nghĩ tới cái này hư thần cửu biến cảnh thiếu niên, lại là một cử thế vô song nhân vật thiên tài, chiến lực độ cao, không thể tưởng tượng. Hình thái thứ hai, Susano no Mikoto. Tần thiên ngoài thân, hất lên tử sắc áo ngoài cự nhân, đột ngột từ mặt đất mọc lên. ầm ầm ầm. Thiên cương cửu biến cảnh trung niên nhân công kích, rơi đập tại hình thái thứ hai Susano no Mikoto bên trên, chế tạo ra mảng lớn vết rách. Phun ra một nguồn máu tươi, Tần thiên bay ngược ra ngàn trượng xa, mẹ kiếp, một đối hai dưới tình huống, ta tuyệt không phần thắng. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, sử dụng triệu hoán tạp phiến đạo cụ. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến, tề thiên đại thánh tôn ngộ không, có được binh khí như ý kim cô bổng, kỹ năng cân đẩu vân, trước mắt cảnh giới là thiên cương nhất biến cảnh. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến, nữ đế hang cốc, có được trái ác quỷ Mero Mero kỹ năng hôn thương, trước mắt cảnh giới là thiên cương nhất biến cảnh. Thành trường hình triệu hoán tạp phiến, cô nang, có được kỹ năng thức chỉ chi vũ, chỉ thủ lý kiếm, chỉ phân thân thuật, trước mắt cảnh giới là thiên cương nhất biến cảnh. Rầm rầm. Ba cái hoàn toàn hệ thống khác biệt vẫy gọi nhân vật, lăng không đi ra. Hắc ám khí chất, mỹ lệ thần bí cô nang nữ thần, cùng nóng bỏng dáng người, nữ vương phạm hang cốc nữ đế, cùng người khoác tứ hải du long giáp, cầm trong tay như ý kim cô bổng đại thánh. Các ngươi cho ta kiềm chế lại cái kia tạp toái, tần thiên trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Yêu quái, ăn ta lão tôn một gậy. Tề thiên đại thánh, đánh về phía mục tiêu. Hôn thương. Nữ đế hang cốc hai tay nâng lên một cái ái tâm, sau đó bay vụt ra mảng lớn mưa tên. Cô nang thì là, thi triển ra nhẫn thuật, chỉ thủ lý kiếm. Đừng nhìn ba cái hệ thống nhân vật, đều là thiên cương nhất biến cảnh, bọn hắn có cùng chủ ký sinh tầng thiên, không sai biệt lắm, yêu nghiệt chiến lực liên thủ lại trong nháy mắt là kiềm chân thiên cương cửu biến cảnh trung niên nhân. A, à, các ngươi đều là người nào? Có biết nói cùng chúng ta là địch, chính là cùng liệt ma thành chủ phủ là địch sao? Làm sao hệ thống vẫy gọi nhân vật sẽ không để ý tới hắn? Màn ảnh kéo về, cái kia tại ngự kiếm thuật kiếm mang thiên thu hai loại thế công dưới bị thương mặt đen trung niên nhân thần sắc âm trầm đôi mắt xích hồng tiểu tạp toái ngươi dám tại bản đại gia trên người lưu lại vết thương ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết hắc hắc cái này phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không đâu tần thiên cười cười trong tay một thanh kim quang lóng lánh chảy xuôi huyền ảo phù văn lăng lệ ba động trường cung thần binh xuất hiện càng không cung yêu nghiệt hệ thống tưởng thưởng siêu cấp tiên khí thật đúng là trọng nha Tần Thiên cảm thấy cái này càng không cung nắm ở trong tay, chừng trăm vạn cân, tựa như một tòa núi lớn, bất quá giấu dếm sắc bén lực lượng kinh người, để cho người ta say mê cùng hoảng sợ. Lộc cộc, mặt đen trung niên nhân tê cả da đầu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, đây là siêu cấp tiên khí à. Vẫn là cung tiễn loại hình binh khí, hiếm thấy vô cùng nha. Nói chung, siêu cấp tiên khí, chỉ có thần cách cấp bậc nhân vật mới có thể nắm giữ, phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rinh gan, khóa chặt tại con mồi trên người. Tần thiên trên trán gân xanh nhúc nhích, cực lực kéo động dây cung, không có mũi tên, lại giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp tiên nguyên cuồn cuộn mà đến, dung nhập vào càng không cung bên trong, tiễn trên dây, tự động tố tạo ra được một thanh, kim mang vạn trượng, sắc bén vô song tiễn quan đến. Lan tràn ra rợn cả tóc gáy cấm kỵ xuyên thấu tính ba động. Miễu sát thiên cương thất biến, bát biến cảnh tu sĩ. Không mặt đen trung niên nhân con ngươi co vào, hai tay kết ấn. Thi triển ra một môn siêu cấp nhất chuyển thần thông thuật. ầm 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 Cuối cùng là, miễn cưỡng chống đỡ chống đỡ, cái kia quán triệt thiên địa mũi tên. Nhưng đây bất quá là bắt đầu mà thôi, tần thiên khóe miệng ngậm lấy còn như tử thần dời băng lãnh tiếu dung, ngươi có thể, ngăn lại bao nhiêu đâu. Sưu. Sưu. Liên tiếp hai đạo quan mang chói mắt mũi tên, còn quấn xé rách hư không. Tiếp giáp thuật. Mặt đen trung niên nhân, cắn nát ngón tay, hao phí đại lượng tinh huyết, khí tức trở nên suy yếu, có thể thân thể bên ngoài bao phủ lại một bộ mơ hồ, mà mông lung áo giáp tới. Đông đông đông. Hai mũi tên công kích dưới, áo giáp hư ảnh, tan nát rất nhiều, nhưng không có sụp đổ. Nơi xa, thiên cương cửu biến cảnh trung niên nhân, dĩ nhiên là thay đổi thế cục, đem ba cái hệ thống vẫy gọi nhân vật ngăn chặn. Ha ha ngươi không giết chết được ta, chờ ta đại ca rảnh tay giúp ta, đến lúc đó liền là ngày tận thế của ngươi. Mặt đen trung niên nhân, phát ra khàn khàn chói tai tiếng cười. Không thể nói như thế nha. Tần thiên hít sâu một hơi, thái cổ ngũ thải kiếm ý rót vào càng không cung một kiếm này, ca tụng là thái cổ ngũ thải tiến thỉ. Lực lượng cấm kỵ, tự nhiên sinh ra. Trăm vạn dặm thiên địa, ảm đạm phai màu, một đạo ngũ thải thần bí mũi tên, quỷ diệt mặt đen trung niên nhân ngoài thân áo giáp thủ hộ. Nhục thể của hắn, tính cả linh hồn, đều tán diệt đi, hóa thành bọc nước. Cái gì? Nhìn thấy mặt đen trung niên nhân bị chém xuống, thiên cương cửu biến cảnh nam tử, ngây ra như phỏng. Chạy! Hắn là ma quỷ. Là quái vật. Thức chỉ chi vũ. Cô nan thân thể biến thành hàng ngàn hàng vạn tờ giấy trắng, giống như một tòa mê cung, bao lấy ở mục tiêu. Nữ đế hang cốc, tề thiên đại thánh, một dạng dốc hết toàn lực, ngăn trở nghĩ muốn chạy trốn nam tử. Đinh Đinh Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, vượt cấp chém giết thiên cương cửu biến cảnh cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 10 ức điểm thiên giới kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 8 ức điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến chân tiên nhất biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến chân tiên nhị biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến chân tiên tam biến cảnh chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp đến chân tiên tứ biến cảnh một chữ thoải mái tần thiên cảm thụ được cảnh giới sau khi tăng lên bạo tạc phi phàm lực lượng kéo động càng không cung thái cổ ngũ thải tiến thỉ ầm uhm. quy lực so với lúc trước còn cường đại hơn hoa mỹ ngũ thải mũi tên đánh đánh vào mưu toan trốn chạy trung niên nhân trên người. Rầm rầm. Mặc dù không có chết, bất quá gia hỏa này, cũng là trọng thương, hoa hoa thổ huyết. Ngươi không thể giết ta. Ta là liệt ma thành chủ phủ người, giết ta, ngươi lại nhận nước ma thành chủ đại nhân truy sát, hắn nhưng là ngụy thần cách cấp bậc siêu cấp cường giả. Sắp chết đến nơi, còn uy hiếp ta, muốn chết nha. Tần Thiên cười lạnh. Sắp chết đến nơi, thế mà nói khoác mà không biết ngượng uy hiếp ta. Tần Thiên cười lạnh, mới đột phá đến chân tiên tứ biến cảnh tu vi lực lượng, phát huy vô cùng tinh tế hoàn toàn hiện ra, rót vào càng khôn cung bên trong. Đi chết đi. Sau một khắc, một đạo hồng quang cấm kỵ mũi tên, phá vỡ thiên địa. Đinh. Đinh. Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống chúc mừng chủ ký sinh, vượt cấp chém giết thiên cương cửu biến cảnh cường giả. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 10 ức điểm thiên giới kinh nghiệm trị. Chúc mừng chủ ký sinh đặc biệt ban thưởng 8 ức điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chân tiên ngũ biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chân tiên lục biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thăng cấp chân tiên thất biến cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh có thể thăng cấp trái ác quỷ, e no mi thức tỉnh độ. Chúc mừng chủ ký sinh có thể thăng cấp ba câu ngọc vĩnh hằng mang sa Chúc mừng chủ ký sinh có thể thăng cấp bác môn độn giáp chi trận. Rốt cuộc đã đến, tần thiên không kìm được vui mừng lập tức cho ta thăng cấp. Đinh! Đinh! Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, khấu trừ 500 triệu điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh trái ác quỷ, hi e no mi thức tỉnh độ thăng cấp đến 15%. Nhắc nhở chủ ký sinh khấu trừ 500 triệu điểm thiên giới kim tệ trị chúc mừng chủ ký sinh bác môn độn giáp chi trận, thăng cấp đến đổ môn. Nhắc nhở chủ ký sinh khấu trừ 10 ức điểm thiên giới kim tệ trị. Chúc mừng chủ ký sinh ba câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan, thăng cấp làm 6 câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan. Nhắc nhở chủ ký sinh phải chăng xem xét, trước mắt tự thân trạng thái thuộc tính. Xem xét. Tần thiên nhẹ gật đầu. Chủ ký sinh, tần thiên. Trước mắt tu vi, chân tiên thất biến cảnh có được năng lực đặc thù, bảo cho biết. Bác môn độn giáp chi trận mở tới, đổ môn. Sáu câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa rin gan. Yêu nghiệt hình thái, chiến lực tăng phúc đến 50 lần. Có được trái ác quỷ, hi no thức tỉnh độ 15%. Có được hệ thống binh khí, càng không cung, đẳng cấp siêu cấp thần khí. Có được triệu hoán tạp phiến, nữ đế hang cốc, cô nang, tề thiên đại thánh tôn ngộ. Sưu. Tiếng xé gió đánh tới, các đức Tần Thiên bản thân say mê. Này địa không nên ở lâu, Tần Thiên cấp tốc rời đi. Hôm sau Hắc Ma ở trên đảo, chính là lưu truyền một việc, Liệt Ma thành chủ phủ hai cái thiên cương cửu biến cảnh cường giả bị giết hại. Thiên cương cửu biến cảnh tại Hắc Ma đảo, được cho trung thượng đẳng cấp bậc cường giả. Thêm nữa lại là Liệt Ma thành chủ phủ che chở, không khỏi để rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc là ai, lớn gan như vậy làm bậy? Tần Thiên đứng tại đỉnh một ngọn núi, mở ra vạn kiếp lâu lĩnh tới nhiệm vụ quyển trục, nhị phẩm đỉnh tiêm nhiệm vụ, săn vết hắc ma vực bên ngoài, hắc ma thành, liệt ma thành chủ phủ thiếu chủ, liệt ma dương. Liệt ma dương, tư chất thượng đẳng, có được chư thiên linh thể bản, thánh phẩm bài danh 157 linh thể, nước ma linh thể. Cảnh giới đoán chừng vì là, thiên cương thập biến cảnh, chiến đủ sức để địch nổi, thiên cương 14, 15 biến cấp độ nhân vật. Ốc Nhật vô xảo bất thành thư, chính mình mới giết liệt ma thành chủ phủ hai cường giả. Ngày đó nhìn thấy thanh niên, nên liệt ma dương đi. Không nghĩ tới tên này, vẫn là một cái, có chư thiên linh thể bản bên trên, thánh phẩm linh thể thiên tài nha. Cái này ám sát hành động, nhất định phải thảo luận kỹ, vọt thẳng nhập liệt ma thành chủ phủ, không thể nghi ngờ tự tìm đường chết, liệt ma thành chủ. Liệt ma dương phụ thân, đây chính là ngụy thần cách cấp độ cường giả đỉnh cao, ta trước mắt vạn phần không địch lại nha. Hai tay vần quanh trước ngực, tần thiên ngồi xếp bằng xuống, nếu là có cái biện pháp, đem cái kia liệt ma dương, dẫn xuất liệt ma thành, tốt nhất trời đi hắc ma đảo, liền tốt nhất. Đông đông đông. Bỗng nhiên, đất trung núi chuyển, có loại trời đất sụp đổ, tận thế hàng lâm rung chuyển. Lớn như vậy hắc ma đảo, đều long trời lỡ đất. Tần thiên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ra xa xa xôi chân trời, thứ gì? Đinh! Đinh! Tối cường yêu nghiệt thăng cấp hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh, kiểm trắc đến hắc ma vực, hắc ma động mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được thiên giới trung cấp nhiệm vụ, tiến vào hắc ma động tìm kiếm cơ duyên. Hắc ma động, trong vùi lấy thời kỳ viễn cổ, nhân tộc một vị tà đạo đại năng, nhân xưng hắc ma đại thánh, thực lực đăng phong tạo cực, dĩ nhiên vượt qua thần cách cấp bậc, cùng vượt ngoại tà ma đối kháng bên trong, hồn phi phách tán, trừ ngoài ra, hắc ma động bên trong còn có mọi người loại cường giả bảo tàng, nhắc nhở chủ ký sinh. Hắc ma động ẩn chứa hỗn loạn không gian loạn lưu, tu vi vượt qua thiên cương tầng 19 cường giả, không cách nào tiến vào. Ha ha ha! Cơ hội tới, cái này hắc ma động mở ra, liệt ma dương nhất định sẽ đi thôi, hắn mới thiên cương thập trọng thiên. Ta ngay tại hắc ma động bên trong, bắt hắn cho giết chết. Tần thiên ngửa mặt lên trời cười to, phi thân bắt đi. Mấy ngày về sau, đi vào hắc ma vực, cái này thượng giới nhị trọng thiên, nhất là ngư long hỗn tạp, máu tươi lan tràn đại địa. Bởi vì hắc ma động mở ra, hắc ma vực có thể nói là gió nổi mây phun, các phương hào cường thế lực, trục trịch. Phái ra mạnh nhất thiên tài, tinh nhuệ nhất đội hình. Bất quá, làm sao làm, tiến vào hắc ma động, cảnh giới không được vượt qua thiên cương tầng 19, chiến lực sẽ không thủ ước thúc, tục truyền hắc ma vực, Tam đại ma nói thiên tông thiên kiêu đại nhân, chiến lược có thể, dễ như trở bàn tay, gạt bỏ thiên cương 20 tầng trở lên tu sĩ. Tần thiên dở khóc dở cười là, chính mình mới bước vào hắc ma vực chưa tới một canh giờ, chính là cho người ta theo dõi. Ước chừng có tầm 10 người đi, cảnh giới tất cả chân tiên cấp bậc, cầm đầu là một cái thiên cương tam biến tu vi đao trung niên mặt thẹo người. Còn không ra, đi theo ta cái gì? Tần thiên xoay người sang chỗ khác, mở miệng quát nói. Sưu Sưu Hơn 10 người đem bạch y thiếu niên vây lại Mặt thẹo cầm đầu trung niên nhân Tiếu dung tàn nhẫn, tiểu tử Lẽ loi một mình Chân tiên thất trọng thiên cũng dám tại hắc ma vực ngược lên động Lá gan thực mập nha Giao ra tất cả mọi thứ Còn có thể lưu ngươi không chết Các ngươi là thổ phỉ nha Tần thiên có chút bất đắc dĩ Vỗ vỗ cái trán vừa lúc Ta mới tới hắc ma vực Hai mắt đen thui Ngươi nói cho ta nghe một chút đi thế cục. Nam tử mặt thẹo sững sờ, ngươi con mụ nó điên rồi đi, nhanh giao ra tài vật, bằng không thì. Giết. Tần thiên vận chuyển sáu câu ngọc vĩnh hằng mang kiêu sa gan, trong nháy mắt, giết trong nháy mắt mấy chục cái chân tiên cảnh nhân vật. Nam tử mặt thẹo, triệt để đáy đáy, tại không có gì sánh kịp khủng bố nhãn lực dưới, run rẩy phủ phục ta, quái vật. Ngươi. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng nha. Ta chuẩn bị đi mở ra hắc ma động, Ngươi nói một chút đi, Tần Thiên móc móc lỗ tai, hỏi. Đúng, đúng, tiểu biết gì trả lời đó, trung niên nhân, sắc mặt biến ngược lại là nhanh, công tử thực lực vô địch, đi hắc ma động tu sĩ, không có người nào là đối thủ của ngài. Ngươi đang cho ta nói nhảm, lập tức diệt ngươi. Tần Thiên ngữ khí lạnh lẽo. Hắc ma vực, không phải có ma nói tam đại thế lực à, bọn hắn đều có cái gì cường lực nhân vật, đi hắc ma động. Xem ra thiếu niên cũng không là hoàn toàn không biết gì cả nha, bản thân lắc lư vô dụng. Nam tử giải thích nói, ba nói ma nói thế lực, Thương Minh Tông, Huyết Ma Điện, Âm Điện. Ba cái thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu, tỉ như cái kia Thương Minh Điện, Nam Thương Minh. Là thiên cương thập thất biến tu vi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.